chương 11, trước quán rượu chiếc, ngại ngùng, chỉ có một gian phòng rồi. Nói cho quản lý các ngươi, dịp thần đến, để cho hắn tìm một chỗ. Dịp thần đối với phục vụ viên nói ra. Vừa mới trở thành sướng nghiên cư lão bản mới, dịp thần tâm tình không tồi. Hơn nữa hắn cũng đói, quả thực không muốn đổi một nhà hàng, ngay sau đó đứng ra. Ừ. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Phục vụ viên do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng, sau đó chuyển thân tiến vào nhà hàng, lần nữa đi tìm giám đốc. Hừ nhìn thấy đây màn, Phương Bắc Siêu cười lạnh một tiếng, cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức mình. Xem ra, Diệp Thần là lần đầu tiên tới sướng nghiên cư. Mình cái này ấm áp dễ chịu song cư quản lý biết hoàng kim hội viên cũng không vào được. Diệp Thần một câu nói, là có thể để bọn hắn lập tức vào trong ăn cơm. Đùa gì thế? Đừng nói Phương Bắc Siêu, ngay cả Trương viễn mấy người cũng mười phần không coi trọng Diệp Thần. Bên cạnh, Phương Bắc Siêu ôm lấy cánh tay, mặt đầy xem trò vui bộ dáng. Hắn muốn nhìn một chút, lát nữa diệp thần cũng bị cự tuyệt diệp thần sắc mặt sẽ là hình dáng gì nhất định sẽ rất đặc sắc đi dù sao tại mình sau khi thất bại diệp thần chính là chủ động đứng ra hắn lần nữa bị cự tuyệt tuyệt đối so với mình mất mặt hơn nhất lại là ngay trước tô giáo hoa mặt nghĩ tới đây nguyên bản mười phần biệt quốc phương bác siêu tâm tình trở nên vui vẻ một cái khác một bên sướng nghiên cư quản lý văn phòng tiền vĩnh văn bỗng nhiên nhận được điện thoại của lão bản cái gì nghe điện thoại nghe thấy lời của lão bản Tiền Vĩnh Văn có chút bối rối. Lão bản nói cho Tiền Vĩnh Văn, sướng nghiên cư đã hắn bán hết, từ giờ trở đi, thì hắn không phải là sướng nghiên cư lão bản. Được, minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, Tiền Vĩnh Văn chốc lát vẫn không có tiếp thụ qua đến. Sướng nghiên cư sinh ý bốc lửa dị thường, lão bản làm sao sẽ đem sướng nghiên cư cho bán đi đâu. Xem ra, nhất định là khách hàng cho ra một cái để cho lão bản vô pháp cự tuyệt giá cả. Len Ken. Tiền Vĩnh Văn điện thoại di động chấn động một hồi, hắn nhận được lão bản trước phát tới tin tức phía trên có sướng nghiên cư đương nhiệm lão bản một ít tin tức. Ân. Nhìn đến lão bản mới hình ảnh, Tiền Vĩnh Văn trợn tròn mắt. Mình cái này lão bản mới, làm sao còn trẻ như vậy? Xem ra tối đa cũng liền 20 tuổi đi. Còn trẻ như vậy, đã có thể thoải mái thu mua sướng nghiên cư rồi, mình lão bản mới tài lực tương đối đáng sợ a. À? Diệp Thần, Diệp tổng. Nhìn đến lão bản mới Diệp Thần tài liệu, Tiền Vĩnh Văn lẩm bẩm. Cốc cốc cốc. Một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Đi vào trăng rắc mở ra cửa phòng làm việc vừa mới người bán hàng kia đi vào quản lý cùng phương bác siêu cùng đi người trong có một vị gọi diệp thần tiên sinh hắn phục vụ viên mười phần cung kính nói nghe thấy phương bác siêu cái tên này tiền quản lý trực tiếp không nhịn được hắn và phương bác siêu phụ thân nhận thức nếu như là trước xem ở phương bác siêu mặt mũi của phụ thân bên trên hắn nói không chừng cũng đồng ý nhưng bây giờ phương gia đã bắt đầu sa sút hắn tự nhiên cũng không cần cho phương bác siêu cái gì mặt mũi tất cả theo quy định đến. Ta không phải là cùng ngươi nói sao, không có gì đặc quyền, để cho phương bác siêu xếp hàng đi. Tiền quản lý phiền não khoát tay một cái. Được rồi quản lý. Phục vụ viên gật đầu, chuyển thân liền chuẩn bị rời khỏi. Không đúng, ngươi chờ một chút. Trong lúc vô tình liếc qua trong tài liệu lão bản mới danh tự, bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa mới người bán hàng này mà nói, tiền quản lý liền vội vàng đem hắn gọi lại. Ngươi mới vừa nói cái gì, có một vị gọi dịp thần tiên sinh. Tiền quản lý tỉ mỉ hỏi vừa mới hắn không có nghe rõ. Đúng thế. Phục vụ viên gật đầu. Cái gì? Nhìn thấy phục vụ viên gật đầu, tiền quản lý đột nhiên đứng lên, có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Ngươi qua đây nhìn một chút, vị kia dịp thần tiên sinh, có phải hay không dài dạng này? Tiền quản lý khoát tay một cái, tỏ ý phục vụ viên sang đây thấy vừa nhìn điện thoại của hắn. Lúc này, trên điện thoại di động của hắn, có một trương dịp thần hình ảnh. Đúng, chính là vị này tiên sinh. Phục vụ viên nhìn thoáng qua, vô cùng xác định nói. Lần nữa xác định, tiền quản lý sát mặt triệt để thay đổi. Nhanh, ngươi nhanh đưa dịp tổng mời vào. Tiền quản lý vội vàng nói. Quản lý, khách nhân đã đầy, mời vào, để bọn hắn ngồi chỗ nào. Phục vụ viên hỏi. Không phải còn có trống không phòng riêng sao, đương nhiên là đem dịp tổng bọn hắn mời đi phòng riêng rồi. Tiền quản lý trả lời. Sướng nhiên cư có ba cái phòng riêng, ngày thường đối với kim cương hội viên, hoặc là một vài đại nhân vật cởi mở. A. À, Hảo. Tuy rằng không rõ ràng Diệp Thần thân phận cụ thể, nhưng quản lý vậy mà để cho mình đem hắn mời vào phòng riêng. Chỉ riêng một điểm này, là có thể chứng minh vị này Diệp Thần tiên sinh thân phận không đơn giản. Không có nửa điểm do dự, tầng quản lý cũng lập tức ra ngoài, tự mình nên tiếp Diệp Thần rồi. Bên ngoài, đợi lát nữa, không có một chút động tĩnh. Phương Bác Siêu châm chọc, cười trên nỗi đau của người khác, phách lối dị thường. Diệp Thần, ngươi có thể không được a? À? Không được chúng ta liền đổi một nhà khác ăn đi, đừng lãng phí thời gian chúng ta. Người ngay cả bình thường nhất bạc hội viên đều không phải còn muốn chen ngang vào trong ăn cơm đừng có nằm mộng nhưng mà phương bắc siêu tiếng nói còn chưa rơi xuống mấy đạo vội vã tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến rất nhanh một cái bụng vệ nam tử trung niên đi ra chính là tiền quản lý lão bản ngày tới mau mời tiến vào tiền quản lý một mực cung kính là một cái mời động tác nhìn thấy đây màng tất cả mọi người đều trợn tròn mắt đây là tình huống gì đường đường sướng nghiên cư quản lý tự mình ra nghênh tiếp Diệp thần có năng lượng lớn như vậy. Quá mạnh mẽ đi. Trương Viễn mấy người trong tâm rất là chấn động. Phương Bắc siêu cả người chính là choáng váng. Sự tình tại sao sẽ là như vậy kết quả, hắn không muốn tin tưởng. Mình đường đường sướng nghiên cư hoàng kim hội viên, hơn nữa còn cùng tiền quản lý nhận thức. Lại bị tiền quản lý một câu nói tùy ý đuổi. Có thể Diệp thần ra mặt, tiền quản lý vậy mà tự mình ra nên tiếp. Vì sao a? À? Mọi người trước tiên bị tiền quản lý động tác kinh động đến, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng bọn hắn ý thức được không đúng lắm. Trọng yếu tự hồ không phải sướng nghiên cư quản lý tự mình ra nên tiếp. Mà là vừa mới vị này tiền quản lý đối với dịp thần xưng hô. Lão bản. Tiền quản lý xưng hô dịp thần là lão bản. Đây. Lẽ nào dịp thần chính là sướng nghiên cư lão bản? Làm sao sẽ A? Dịp thần chính là một cái bình thường đại học sinh A, làm sao có thể lắc mình một cái, thành một nhà đỉnh cấp phòng ăn đại lão bản đâu? Đây quá bất hợp lý A. Dịp thần, ngươi. Ngươi là. Sướng nhiên cư. Lão bản sao? Trương Nguyễn âm thanh rung rẩy mà hỏi. Hừng, ta vừa đem sướng nhiên cư thu mua. Diệp thần thuận miệng trả lời. Diệp thần mà nói, phản phất tiếng nổ một dạng, tại mấy người vang lên bên tai. Vừa đem sướng nhiên cư thu mua. Thu mua một nhà mấy ngàn vạn đỉnh cấp nhà hàng, vì sao từ diệp thần trong miệng nói ra, dễ dàng như vậy đâu. Phản phất là mua một khỏa cải trắng một dạng. Đây chính là chân chính thần hào sao. Khủng bố thế này. Nghe thấy Diệp Thần trả lời khẳng định, Phương Bác Siêu sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Diệp Thần vừa ra khỏi cửa, liền tiền quản lý tất cả đi ra nghênh đón. Nguyên lai Diệp Thần chính là sướng nghiên cư lão bản A. Cũng đúng, mình một cái nho nhỏ hoàng kim hội viên, như thế nào cùng người ta lão bản so sánh đâu. Hắn vừa mới vậy mà tại Diệp Thần trước mặt khoe khoang mình là sướng nghiên cư hội viên. Đây coi như là nghịch đại đao trước mặt quan công sao. Phương Bắc siêu tâm tính triệt để nổ. Nguyên bản hắn cho rằng lần này đi ra ăn cơm, mình biết là nhân vật chính, sẽ cho tô giáo hoa lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể tìm kiếm nửa ngày, hắn chính là một cái thằng hề. Ai? Cuối cùng, tại tiền quản lý dưới sự dẫn dắt, mấy người đi tới trùng tu khảo cứu phòng riêng. Mấy phút sau, biểu tỷ triệu thư huyên chạy tới. Bàn ăn bên trên, phương bắc siêu yên lặng gật đầu ăn, không dám nói chuyện, thân thể thậm chí đều có chút phát trung. Trương Nguyễn mấy người, chính là thay đổi trước thái độ lãnh đạm, liều mạng quỳ liếm dịp thần chỉ có tô ngưng sương bình tĩnh một ít. Có thể nói nói thật, khi nàng biết rõ, diệp thần dĩ nhiên là sướng nhiên cư lão bản thì, cũng là mười phần khiếp sợ. Trải qua lần này, và lần trước, tô ngưng sương trong tâm đối với diệp thần sinh ra nồng đậm rất hiếu kỳ. Hướng theo cùng diệp thần biết thời gian gia tăng, lòng hiếu kỳ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Diệp thần đến tột cùng là một cái dạng gì người. Tô ngưng sương rất muốn biết. Thời gian từng giờ trôi qua, đoạn này cơm qua một đoạn. Trương Viễn mấy người cùng Phương Bắc Siêu trở về. Diệp Thần, Tô Ngưng Sương cùng Triệu Thư Huyên chính là tại phụ cận đi dạo phố. Ba người đều không có chú ý thời gian, khi bọn hắn chú ý tới thời gian thì, đã sắp đến tối 10 giờ. Từ nơi này vội về trường học, sợ rằng phải 10 giờ rưỡi. Lúc đó, túc xá lâu môn đã đóng, bọn hắn căn bản không vào được. Làm sao đây? Triệu Thư Huyên lọt vào trầm tư. Tối nay trở về là không thể nào, nếu không chúng ta tối nay ở khách sạn đi. Hiện tại không có biện pháp, liền tính trở về cũng không vào được phòng ngủ chỉ có thể ở khách sạn diệp thần không có vấn đề gì cùng lắm thì gọi điện thoại xin nghỉ sáng sớm ngày mai điểm vội về trường học về phần tô ngưng sương nghe thấy triệu thư huyên mà nói thoáng sửng sốt một chút nguyên bản nàng có chút kháng cự nhưng thay đổi ý nghĩ một hồi dù sao có thư huyên phụng bồi không thể nào xảy ra vấn đề gì cũng chỉ đáp ứng cuối cùng diệp thần tìm một nhà không tồi khách sạn cách nơi này không xa mấy phút ba người đi vào bất quá tại tiến vào trước quán rượu triệu thư huyên bỗng nhiên mở miệng các ngươi đi trước mướn phòng ta muốn ăn trái cây đi mua một ít trái cây lát nữa gặp dứt lời đem thẻ căn cước đưa cho tô ngân sương triệu thư huyên liền hướng về một cái khác một bên đi diệp thần cùng tô ngân sương cùng nhau hướng về khách sạn đi tới đi đến trước đài xin chào còn có phòng sao diệp thần mở miệng đương nhiên là có trước đài tiểu ca chính đang cúi đầu nhìn điện thoại di động nghe có người mở miệng theo miệng nói nói vậy thì tốt, cho chúng ta mở hai gian phòng. Không thành vấn đề. Vừa nói, trước đài tiểu ca một bên nhìn máy tính, chuẩn bị tìm phòng. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương là một nam một nữ hai người sau đó, thoáng sững sờ, lập tức sửa lại. Ngại ngùng, chúng ta chỉ có một gian phòng rồi. Vừa nói, trước đài tiểu ca lặng lẽ cho Diệp Thần một cái ánh mắt, tự hồ là đang nói, yên tâm huynh đệ, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 12, đêm hôm khuya khoắt, biểu đệ cùng ngưng sương tại một căn phòng không biết vì sao diệp thần thoáng cái minh bạch trước đài tiểu ca ánh mắt hàm nghĩa trong lúc nhất thời diệp thần dở khóc dở cười cái này trước đài tiểu ca nghĩ chỗ nào đi tới hắn và tô học tỷ vừa mới mới quen rồi bởi vì trước đài tiểu ca vừa nói như thế bầu không khí trong lúc nhất thời lúng túng tiểu tỷ tỷ thời gian này điểm phần lớn khách sạn khẳng định đều không có phòng trước đài tiểu ca tiếp tục trợ công chúng ta tại đây còn có một gian phòng đã rất tốt lát nữa chỉ sợ cũng không có các ngươi tình nhân nhỏ ở một gian phòng không có chuyện gì nghe trước đài tiểu ca vừa nói như thế tô ngưng sương mặt thoáng cái đỏ bên cạnh diệp thần không biết là hẳn cao hứng vẫn là bất đắc dĩ nếu như là thời điểm khác gặp phải một cái như vậy hiểu chuyện tiểu ca khẳng định rất may mắn nhưng bây giờ ấy ta cùng tô học tỷ không phải tình lữ hơn nữa tối nay chúng ta có ba người thấy tô ngưng sương mặt đỏ vô cùng xấu hổ thậm chí chuẩn bị đi diệp thần liền vội vàng mở miệng a à. bị diệp thần vừa nói như thế trước đài tiểu ca ngây ngẩn cả người xấu hổ vô cùng là dạng này a à. trước đài tiểu ca lần nữa nhìn thoáng qua máy tính ô kìa ban nãy ta nhìn lầm rồi ngại ngùng a à, còn có những phòng khác trước đài tiểu ca diễn kỹ online không gì cho chúng ta mở hai không ba gian phòng đi diệp thần mở miệng nguyên bản hắn là chuẩn bị mở hai gian để cho biểu tỷ cùng tô học tỷ ở cùng một chỗ nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định mở ba gian dạng này ở dễ dàng một chút được nhận lấy thẻ căn cước mở phòng xong diệp thần cùng tô ngưng sương tại khách sạn đại sảnh đợi lát nữa mấy phút sau triệu thư huyên mới mang theo trái cây trở về vừa mới kỳ thực triệu thư huyên muốn đi nhưng vừa muốn đi lại đã trở về dù sao ngưng sương cùng diệp thần mới vừa quen để bọn hắn hai cái ở khách sạn mình đi khẳng định không được nói không chừng tự mình đi ngưng sương cũng đi đâu dù sao ngưng sương gia ngay tại Giang Châu, nàng rất có thể sẽ trở về nhà. Vẫn là lấy sau đó tìm thời gian, lại cho hai người sáng tạo đơn độc chung sống cơ hội đi. Về phần vừa mới mình ăn cơm vì sao không đi? Cái kia. Ân. Ừ. Thật sự là thức ăn ăn quá ngon, nàng ăn, có chút quên. Nhìn thấy Triệu Thư Huyên đã trở về sau đó, ba người lên lầu, một cái một gian phòng. Trở về phòng, Diệp Thần trước tiên đánh điện thoại xin nghỉ, dù sao tối nay mình không ở phòng ngủ ở. Sau đó, diệp thần bắt đầu lên chơi đùa điện thoại di động tối nay ăn cơm mấy người lại chuyển lát nữa diệp thần có chút khác ngay tại diệp thần chuẩn bị uống rượu cửa hàng nước suối thời điểm diệp thần dừng lại hắn không khỏi nhớ tới sáng hôm nay tô học tỷ cho mình đưa nước sự tình tô học tỷ đỡ lấy đại thái dương cho mình đưa nước hiện tại mình mệt mỏi có chút khác tô học tỷ nói không chừng cũng khác nếu không bản thân cũng cho tô học tỷ đưa một hồi nước xem như biểu đạt cảm tạ đương nhiên diệp thần không thể rồi đưa nước suy nghĩ diệp thần mở điện thoại di động lên định trà sữa thức ăn ngoài nữ sinh bình thường đều thích uống trà sữa hai mươi mấy phút trà sữa đưa tới diệp thần điểm ba ly mình một ly tô học tỷ cùng biểu tỷ một người một ly diệp thần bưng lên một ly trà sữa trước tiên tiếp tô học tỷ đưa đi đi đến tô học tỷ trước cửa phòng diệp thần gõ cửa một cái ai vậy trong phòng tô ngân sương đang chuẩn bị tắm bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa có chút khẩn trương hỏi tô học tỷ là ta a, à, Diệp thần. Bên ngoài phòng truyền đến Diệp thần âm thanh. Là Diệp Học đệ. Nghe thấy Diệp thần âm thanh, Tô ngưng Sương ngây ngẩn cả người. Hiện tại đã là khoảng 11 giờ đêm rồi, hơn nửa đêm, Diệp Học đệ đến gõ cửa phòng của mình. Diệp Học đệ muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Tô ngưng Sương mặt trực tiếp đỏ lên, mười phần khẩn trương. Tô Học tỷ, ta mua mấy ly trà sữa, cho ngươi đưa một ly. Sợ hãi Tô ngưng Sương hiểu lầm, dù sao thời gian hiện tại hơi trễ, Diệp thần giải thích tiếp a à. nghe diệp thần vừa nói như thế tô ngưng sương có chút ngượng ngùng nguyên lai like là mình nghĩ quá nhiều rồi dịp học đệ là đến cho mình đưa trà sữa đó a à. nghĩ tới đây tô ngưng sương liền vội vàng mở cửa mời diệp thần đi vào dịp thần đi vào phòng đem trà sữa đưa cho tô ngưng sương Cảm ơn tô ngưng sương liên tục cảm tạ thật sự của nàng có chút khác không nghĩ đến dịp học đệ vậy mà cho mình đưa trà sữa quá kịp thời dịp học đệ ngươi thật tốt tô ngưng sương cảm tạ không có chuyện gì sau khi ngồi xuống diệp thần khoác tay một cái tô ngưng sương đã uống vài ngụm trà sữa đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên lại một đạo tiếng gõ cửa truyền đến ai vậy tô ngưng sương rất kinh ngạc hỏi tại sao lại có người gõ cửa phòng của mình đâu ngưng sương là ta triệu thư huyên mở miệng nguyên lai like là thư huyên a thả xuống trà sữa tô ngưng sương mở cửa phòng vừa mới quên ta cho ngươi đưa chút trái cây cửa phòng mở ra Triệu Thư Huyên cầm lấy mấy cái trái cây nói ra. Chỉ có điều lời của nàng vẫn chưa nói hết, bỗng nhiên chú ý đến bên trong căn phòng Diệp Thần. Loãng xoảng. Một giây kế tiếp, trái cây trực tiếp từ Triệu Thư Huyên trong tay tuột xuống. Triệu Thư Huyên há to mồm, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Nàng nhìn thấy cái gì? Biểu đệ vậy mà tại ngưng sương phòng. Đêm hôm khuya khoắc, biểu đệ cùng ngưng sương tại một căn phòng. Ông trời của ta a! À. Triệu Thư Huyên bị giật mình. Biểu đệ cùng ngưng sương phát triển đây cũng quá nhanh đi hai người buổi sáng mới nhận thức a à, buổi tối hai người sẽ ngủ ở cùng nhau triệu thư huyên triệt để bối rối biểu đệ lợi hại như vậy sao đây liền đem ngưng sương đuổi tới tay rồi tô ngưng sương phát giác triệu thư huyên kinh hãi liền vội vàng giải thích a à, thư huyên ngươi hiểu lầm tô ngưng sương mặt trực tiếp đỏ đến lỗ tai cái dịp học đệ cũng là vừa tới là đến cho ta đưa trà sữa là như vậy sao triệu thư huyên có chút không tin hơn nửa đêm hai người tại một căn phòng nói là đến đưa trà sữa, ai tin a? À? Ta thật là đến cho tô học tỷ đưa trà sữa, ngươi nhìn, trà sữa vẫn còn ở nơi này. Diệp thần cũng đứng ra giải thích. Thuận theo Diệp thần chỉ nhìn đến, bàn bên trên đúng là có một cốc sữa trà. Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Triệu Thư Huyên vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. đúng rồi, tỷ, phòng ta còn có chuẩn bị cho ngươi trà sữa, ta vốn là tính toán đợi lát nữa đưa qua cho ngươi. Diệp thần mở miệng. Hiện tại ngươi vừa vặn đến, ta dẫn ngươi đi lấy. dứt lời diệp thần đứng dậy cùng tô ngưng sương tạm biệt tô học tỷ ta đi trước dứt lời diệp thần mang theo triệu thư huyên rời khỏi hô hai người sau khi rời đi đóng cửa phòng tô ngưng sương vẫn mặt đỏ vừa mới thật sự là quá xấu hổ đi đến diệp thần phòng nhìn thấy trà sữa sau đó triệu thư huyên mới tin tưởng cùng diệp thần nói mấy câu triệu thư huyên cũng rời khỏi diệp thần cảm khái vừa mới thiếu chút sản sinh hiểu lầm mình chính là người đứng đắn được rồi nhìn thoáng qua thời gian, đã hơn 11 giờ, không giờ đêm đã không xa. Thương Thành muốn đổi mới, không biết lần này có vật gì tốt. Diệp Thần mười phần mong đợi. Thời gian vừa đến, Diệp Thần điểm vào trong, Thương Thành quả nhiên phát sinh biến hóa, xuất hiện tân hàng hóa. Bentley Continental một chiếc, giá bán không? Hai nguyên. Tết Tết Philip Grand Comlicon Series 5074 R Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay một khối, giá bán không? Ba nguyên. Đỉnh cấp kỹ thuật lái xe, nửa phút để ngươi trở thành lão tài xế, giá bán không? Chính nguyên. Nhìn đến thương thành bên trong mới xuất hiện ba kiện sản phẩm, dịp thần hai mắt tỏa sáng. Lần này thương trường, tự hồ có hơi khác nhau. Xe Bentley cùng Patek Philip cũng không cần nói, ổn thỏa xa xỉ phẩm. Kiện thứ ba đồ vật nhưng là khác rồi, dĩ nhiên là một loại kỹ năng. Thương thành vậy mà còn có kỹ năng mua sắm, quá tuyệt. Lần trước, trong siêu thị Lăng Vân Thiên cung biệt thự, giá bán cũng chỉ cần không. Ba nguyên không sao cả. Nhưng bây giờ, cái này kỹ năng vậy mà cao đến không? Chính nguyên, ước chừng đắt cấp 3. Tuy rằng đắt cấp 3, cũng chỉ muốn chính mau tiền, tương đương tiện nghi, nhưng đây đủ để chứng minh cái này kỹ năng không tầm thường. Sau đó, Diệp Thần lại tra xét một hồi cái khác lưỡng khoản hàng hóa tài liệu. Bentley Continental, rơi xuống đất giá cả gần 500 vạn khoản, có lẽ càng quý hơn một chút. Trước mình còn thì thầm, không có thể ngồi nhiều người xe sang trọng đâu. Hiện tại, trò chơi liền cho mình đổi mới đi ra. Tết Tết Philip Grand Comlicon Series 5074 R Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay một khối, giá cả gần 600 vạn. Đều là mấy triệu đồ vật. Tư duy lát nữa, Diệp Thần quyết định cuối cùng, hôm nay trước tiên đem đắt tiền nhất đỉnh cấp kỹ thuật lái xe bắt lấy. Dù sao đây là lần đầu tiên xuất hiện kỹ năng. Về phần biên ly cùng Tết Tết Philip, hắn đương nhiên cũng sẽ không buông tha. Chỉ có điều cần chờ một hồi, chỉ cần 24 giờ, mình liền có thể lần nữa mua sắm. Rất nhanh, Tết Tết Philip cùng biên ly đều là của mình suy nghĩ, Diệp Thần trực tiếp mua đỉnh cấp kỹ thuật lái xe, trở thành một tên lão tài xế. Chúc mừng, mua sắm đỉnh cấp kỹ thuật lái xe thành công, ngài trở thành hợp cách lão tài xế. Hướng theo mua sắm thành công, một cổ khổng lồ ký ức bỗng nhiên tràn vào Diệp Thần trong đầu. Kèm theo đây cổ ký ức, còn có cơ thể ký ức, để cho Diệp Thần thân thể cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, trở thành một tên chân chính lão tài xế. Một khắc này, Diệp Thần đối với xe lý giải đã vượt qua người bình thường vô số lần. Mà kỹ thuật lái xe, sợ rằng ngay cả một ít tay đua xe chuyên nghiệp cũng xa xa không phải diệp thần đối thủ diệp thần tương đương hài lòng hắn càng thêm mong đợi thương thành bên trong xuất hiện cái khác kỹ năng nhìn thoáng qua còn thừa lại hai kiện hàng hóa diệp thần thối lui ra trò chơi ba kiện đồ vật này hắn cũng không cần tuyển chọn tỉ mỉ trực tiếp toàn bộ bắt lấy tiểu hài tử mới làm lựa chọn người trưởng thành tất cả đều muốn ngày thứ hai bởi vì còn phải huấn luyện quân sự diệp thần cho tô ngưng sương cùng triệu thư huyên phát một cái tin liền trước thời hạn rời khỏi Thời gian một ngày rất nhanh. Buổi tối, Diệp Thần vốn là chuẩn bị đi phòng ngủ, nhưng đột nhiên nghĩ tới mình vừa mua biệt thự. Hắn hết sức tò mò, biệt thự của mình hình dạng thế nào? Tối nay, hắn chuẩn bị đi tìm tòi kết quả. Thuận tiện trải nghiệm một hồi, ở biệt thự đến tột cùng là tư vị gì? Ngồi lên xe, mở ra dẫn đường, Diệp Thần chạy thẳng tới Lăng Vân Thiên cung khu biệt thự mà đi. Nửa giờ sau, Diệp Thần đến mục đích. Chương 13, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chứng minh thân phận của mình Diệp Thần thuận lợi tiến vào Lăng Vân Thiên Cung khu biệt thự. Không thể không nói, hoàn cảnh nơi này thật rất tốt. Có thể so với một ít không tồi cảnh khu. Nhưng tiếc là là ở buổi tối, tầm mắt không phải rất tốt. Trải qua một phen tìm kiếm, Diệp Thần tìm được thuộc về mình tám hào biệt thự. Tám hào biệt thự là Lăng Vân Thiên Cung diện tích lớn nhất biệt thự một trong. Xây ở trước danh Lăng Vân bên hồ, phong cảnh tú lệ, ở nhà là có thể thưởng thức Lăng Vân hồ cảnh đẹp. Dừng xe, Diệp Thần chạy thẳng tới cửa biệt thự đi tới với tư cách gian Châu cao cấp nhất khu biệt thự một trong, cho dù là cửa biệt thự, cũng cực kỳ nghiên cứu. Đây là một cánh sông khai môn, bàn bạc mạnh mẽ. Nó là từ thế giới đỉnh cấp trang giáp môn công ty bức A giờ công ty sản xuất, trang bị thế giới cao cấp hệ thống an toàn. Ngoại trừ con số, vân tay, vân tay chờ mật mã ra, thậm chí có thể dùng đồng tử thiết lập mở khóa mật mã. Hơn nữa nó còn có thể tiếp nhận 3 tấn lực trùng kích, thậm chí có chống chất nổ, chống đạn chờ chức năng. Có thể cho người mang theo chân chính cảm giác an toàn. Tiến vào biệt thự, chính là 7M chọn cao vào nhà cửa phòng, hiển thị rõ xa hoa. Biệt thự ghế salon đều là phân địch, thủ công chế tạo, giá bán đắt tiền. Trừ chỗ đó ra, biệt thự còn phân phối rồi tư nhân hồ bơi, hầm rượu, phòng thể dục, tư nhân rạp chiếu phim chờ một loạt thiết bị. Phía sau biệt thự, còn có một cái khủng lồ vườn hoa, từ đại sư thiết kế, 10 phần chú trọng. Tại biệt thự bên trong dạo qua một vòng, Diệp Thần rất hài lòng. Đây chính là biệt thự sao? Tự hồ cũng không tệ lắm. Sau khi xem xong, Diệp Thần nằm trên ghế ra lon xoát điện thoại di động. Miu miu, miu miu. Mấy phút sau, Diệp Thần bỗng nhiên nghe được một đạo nhỏ nhẹ tiếng kêu. Tự hồ ngay tại bên ngoài biệt thự. Mang theo hiếu kỳ, Diệp Thần mở ra cửa biệt thự. Đúng lúc, lúc này một người mang kính mắt cực phẩm ngự tỷ đang hướng về Diệp Thần đi tới. Màu đen mái tóc khe khẽ vén lên đến, hợp với tinh xảo không tì vết dung nhan, có thể nói hoàn mỹ. Nàng phản phất một kiện tác phẩm nghệ thuật, không có bất kỳ khuyết điểm, vô luận là dung nhan, hay là vóc dáng. Nguyên bản đang chuẩn bị gõ Diệp Thần cửa biệt thự, nhìn thấy Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, cực phẩm ngự tỷ sửng sốt một chút. Xin chào, ta ở tại bên cạnh, vừa mới nhà ta mèo không cẩn thận chạy ra ngoài. Thật giống như chạy vào ngươi trong sân, ta có thể đi vào tìm một chút sao? Sửng sốt một chút sau đó, cực phẩm ngự tỷ kịp phản ứng, giải thích nói. Nàng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng vừa nuôi tiểu miêu, dị thường hoạt bát. Đây đã là nó lần thứ ba bỏ nhà ra đi rồi. Trước, đều là chạy vào sân nhỏ nhà mình tạm tạm một chút hiện tại chạy tới nhà khác trong sân cũng có chút xấu hổ có thể minh bạch cực phẩm ngự tỷ ý tứ diệp thần gật đầu nguyên lai like là hàng xóm a cảm ơn cực phẩm ngự tỷ cảm tạ diệp thần một câu tự vội vàng bắt đầu tìm kiếm dù sao cũng là hàng xóm diệp thần cũng thuận tiện giúp nàng tìm tìm miu 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 trải qua một phen tìm kiếm diệp thần rốt cuộc ở hậu viện một xó xỉnh phát hiện nó một cái không lớn màu trắng tiểu miêu. Diệp thần khe khẽ ôm lấy nó đến, giao cho cực phẩm ngự tỷ. Thật cảm ơn. Nhìn thấy tiểu miêu sau đó, cực phẩm ngự tỷ lúc này mới thở dài một hơi. Nàng thập phần lo lắng tiểu miêu không tìm được. Sợ hãi tiểu miêu lần nữa chạy trốn, cực phẩm ngự tỷ hướng về Diệp thần nói cảm ơn liên tục sau đó, liền ôm lấy tiểu miêu đi trở về. Đúng rồi, ta gọi là mặt mộng phi, ở tại bên cạnh chính hào biệt thự, có thời gian hoan nghênh qua đây chơi. Trước khi đi, cực phẩm ngự tỷ để tỏ lòng cảm tạ, đặc biệt nói ra. Diệp thần. Diệp thần cũng trở về rồi một câu. Sự tình kết thúc, Diệp thần trở lại biệt thự, bắt đầu xoát nâng tay cơ đến. Diệp thần chuẩn bị chờ không giờ đêm, đem khối kia tết tết Philip Grand Comlicon Series 5074 r ER Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay mua lại. Thời gian từng giờ trôi qua, không giờ đêm cuối cùng đã tới. Thời gian vừa đến, Diệp thần lập tức mở ra lương tháng 3000, ta chính là thế giới tỷ phú, trò chơi. Diệp thần tốn không? ba nguyên, thuận lợi đem cái này giá trị gần 600 vạn Pét tết tết Philip Grand Comlicon Series 5074 r Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay mua. Dù sao khối này Pét tết tết Philip so sánh Bentley Continental đắt một chút, Bentley Continental có thể ngày mai mua nữa. Chúc mừng, mua sắm Pét tết tết Philip Grand Comlicon Series 5074 r Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay thành công, hiện đã đặt ở ngài trên bàn làm việc. Trò chơi nhắc nhở, cái này Pét tết tết Philip dịp thần đã lấy được tay. Diệp thần lập tức đứng dậy, đi tới thư phòng, quả nhiên thấy trên bàn làm việc xuất hiện tân đồ vật. Một kiện tết tết Philip bề ngoài hộp và giám định chứng chỉ, cấp giữ chứng chỉ chờ một chút. Chứng chỉ cái gì, dịp thần không có nhìn, hắn trực tiếp đem bề ngoài hộp mở ra. Trong nháy mắt, một khối cao nhan trị tết tết Philip đồng hồ nổi tiếng rọi vào dịp thần mi mắt. Nó từ 18 k râu sờ gôn chế thành, phối hợp da cá sấu dây đồng hồ, màu đen mặt đồng hồ, hiển thị rõ tôn quý. Cái này Patek Philippe Grand Comlicon Series 5074 r Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay caliber. R27Q, tự động cơ giới cơ tâm, áp dụng Giromax trăm vòng, số linh kiện 467 cái. Có ngày tháng biểu thị, tuần lễ biểu thị, tháng biểu thị, niên lịch biểu thị, lịch vạn niên, dạng trăng, tam vấn chờ chức năng. Diệp thần đối với cái này Patek Philippe Grand Comlicon Series 5074 r Roser Gold đĩa đen đồng hồ đeo tay rất hài lòng, cũng rất yêu thích. Có câu nói, nghèo chơi xe giàu chơi đồng hồ tự hồ cũng có chút đạo lý bất quá diệp thần vừa yêu thích xe sang trọng cũng yêu thích đồng hồ nổi tiếng đương nhiên hắn cũng yêu thích cất giữ xe sang trọng cất giữ đồng hồ nổi tiếng trước đây chỉ là mộng nhưng bây giờ có cái này có thể biến thành sự thật trò chơi cái này đã không còn chỉ là mộng mua đồ xong diệp thần tiếp tục quét qua một hồi điện thoại di động liền ngủ một ngày mới tỉnh lại thời gian còn sớm diệp thần rửa mặt sau đó liền đi ra biệt thự tối hôm qua trời quá tối rồi, Diệp Thần cũng không có thấy rất rõ xung quanh, và Lăng Vân Hồ cảnh sắc. Hiện tại đi ra vừa nhìn, quả nhiên thanh tú. Cách đó không xa, một người vóc dáng linh lung nữ tử đang chạy chậm qua đây. Nàng không phải là người khác, chính là tối hôm qua Diệp Thần nhìn thấy mỹ nữ hàng xóm mặt mộng phi. Hôm nay, nàng mặc rồi quần áo thể thao, có vẻ mười phần lão luyện. Thật là đúng Diệp A, à, cùng nhau chạy một vòng sao. Mặt mộng phi hỏi. Mặt mộng phi sáng sớm yêu thích vây quanh lăng vân hồ chạy mấy vòng, một bên vận động, một bên thưởng thức phong cảnh, hít thở mới mẻ không khí. Được. Diệp thần gật đầu, hắn cũng muốn thưởng thức một chút Lăng Vân Hồ phong cảnh. Diệp thần cùng mặt mộng phi cùng nhau, vây quanh Lăng Vân Hồ chạy trốn một vòng. Trở lại biệt thự, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp thần nắm lấy chìa khóa xe, chuẩn bị trở về trường học. Ở một đêm biệt thự, Diệp thần cảm thấy, biệt thự cũng là như vậy. Như vậy lớn biệt thự, chỉ ở một người, có chút trống không. Toàn diện lại nói, quá miễn cưỡng đi. Nếu mà Diệp Thần đánh giá bị người khác biết, sợ rằng liền bóp chết Diệp Thần tâm đều có. Ngươi đây là tại vơ sai được không? Đây chính là Giang Châu cao cấp nhất hào trạch một trong A, cái này còn một dạng. Lái lên Ferrari, Diệp Thần chạy thẳng tới trường học mà đi. Nửa giờ sau, Diệp Thần đi tới trường học. Ở cửa trường học, Diệp Thần gặp phải vừa trở về Tô Ngưng Sương. Tô Ngưng Sương phải về phòng ngủ, kia phụ cận đúng lúc có một cái bãi đậu xe, ngay sau đó Diệp Thần sẽ để cho Tô Ngưng Sương lên xe, chuẩn bị đưa nàng một đoạn đường cô ngân sương không có cự tuyệt bên trên dịp thần xe bảy tám phút sau đó dịp thần tại bãi đậu xe dừng xe bởi vì là sáng sớm người ta lui tới dị thường nhiều hơn nữa dịp thần xe vẫn là ferrari càng thêm hấp dẫn người chú ý vì vậy mà khi nhìn thấy dịp thần dừng xe sau đó rất nhiều người qua đường đều rối rít nghỉ chân muốn nhìn một chút mở ferrari đến tục cùng là vị nào đại lão có người thậm chí lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp hình ferrari cửa xe từ từ mở ra một đôi nam nữ trẻ tuổi đi xuống thấy rõ từ Ferrari trên xe người xuống sau đó, vây xem người đi đường trận mắt hốc mồm. Ông trời của ta ơi! Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Tô giáo hoa vậy mà cùng một cái nam sinh từ trên một chiếc xe xuống. Hơn nữa còn là sáng sớm. Lẽ nào hai người tối hôm qua ở cùng một chỗ? Chương 14, thành toàn trường công địch. Nghĩ tới đây, mọi người đã không phải khiếp sợ, mà là kinh hãi. Đây tuyệt đối là một cái nổ tính bản tin, nhất định sẽ oanh động toàn trường đây chính là có vô số người đeo đuổi cao lãnh giáo hoa tô ngân sương a trong lúc học đại học không biết cự tuyệt bao nhiêu người theo đuổi cho dù là người theo đuổi kia lại ưu tú tô ngân sương đều không có đồng ý trong này tô giáo hoa cho tới bây giờ không có cùng bất kỳ một cái nào nam sinh có liên quan bất luận cái gì từng tia lời đồn nhưng mà hôm nay tô giáo hoa vậy mà từ một cái nam sinh trên xe xuống hơn nữa còn là sáng sớm từ ferrari trên dưới đến đây cũng nói không rõ ràng ta thiên ta đây là nhìn thấy cái gì Điên, đúng là điên rồi. Rất nhiều người qua đường suy si ngốc nhìn đến đây màn, đầu có chút mộng. Đặc biệt là tại chỗ một ít nam sinh, càng là đau lòng muốn chết. Bọn hắn cao lãnh giáo hoa A, cái kia đối với bất kỳ nam sinh nào đều sắc mặt không chút thay đổi cao lãnh nữ thần A. Bây giờ lại đã danh hoa có chủ. Quá đáng tiếc. Có người ở cảm thán cũng có đang len lén chụp hình. Một cái khác một bên, từ trên xe bước xuống, phát hiện nhiều người như vậy vây quanh, tô ngưng sương hơi sững sờ, rất khôi phục rất nhanh bình tĩnh nàng không cần muốn hướng bất luận người nào giải thích cái gì. Cảm ơn, ngươi thời gian quân huấn cũng sắp đến, ta đi về trước. Sau khi xuống xe, cô ngưng sương đối với Diệp thần nói một câu cảm ơn, liền cùng Diệp thần phân biệt. Mà Diệp thần chính là trở lại phòng ngủ, thay đổi quân huấn phục, sau đó chạy thẳng tới thao trường. Tạm tạm, khi Diệp thần lúc chạy đến, huấn luyện quân sự còn mấy phút nữa mới bắt đầu. Lão Diệp, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Đúng vậy, làm sao không có trở về đâu? Nhìn thấy Diệp thần sau đó, mấy cái bạn cùng phòng vây lại, tò mò hỏi. Tối hôm qua tra ngủ, bọn hắn thật vất vả, mới lừa bịp được. Ta tối hôm qua về nhà. Diệp thần giải thích. Hiện tại Lăng Vân Thiên cung tám hào biệt thự thuộc về Diệp thần, cũng coi là Diệp thần nhà. Sau đó, Diệp thần chuẩn bị xử lý một cái học ngoại trú thủ tục. Đến lúc đó cũng không cần sợ cái gì tra ngủ rồi. Khi mấy người còn muốn hỏi thời điểm, huấn luyện viên đến, huấn luyện quân sự tiếp tục. Một cái khác một bên, khi Diệp thần tại huấn luyện quân sự thời điểm, Tô Ngân Sương từ dịp thần Ferrari trung hạ đến hình ảnh. Lần nữa trở thành các đại diễn đàn, bài viết, bày tỏ tường đẳng đẳng hấp dẫn. A a a, ta nữ thần A. Cô Giáo Hoa, ngươi làm sao có thể có bạn trai đâu? Người nam này chính là ai? Nói cho ta, ta muốn đi cùng hắn tiến hành hữu hảo trao đổi. Nhìn đến cô ngưng Sương từ dịp thần trên xe xuống, vô số nam sinh hâm mộ ghen tị cực kỳ. Thậm chí còn có người tổ đội, phải đi tìm dịp thần tiến hành hữu hảo chuyển động cùng nhau. Nếu mà dịp thần biết rõ, Sợ rằng sẽ càng thêm kiên định tiến hành học ngoại chú ý nghĩ. Trải qua chuyện này, hắn sợ rằng không có cách nào ở trường học đợi. Thời gian từng giờ trôi qua, buổi sáng huấn luyện quân sự tiến hành được một nửa, chính giữa nghỉ ngơi. Diệp thần cùng các đồng học đi đến chỗ bóng mát, nghỉ ngơi. Khi diệp thần lúc nghỉ ngơi, một cái nam sinh trong lúc vô tình chú ý tới diệp thần trên tay đeo kết tét Philip, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Diệp thần, ngươi bề ngoài thật xoái. Nam sinh mười phần hâm mộ nói. Nghe được câu này bên cạnh mấy người cũng tò mò nhìn lại. Thật. Vừa mới bọn hắn không có chú ý, dịp thần đồng hồ này thật vô cùng xoái. "Lão Diệp, ngươi đồng hồ này bao nhiêu tiền a?" À? Có người tò mò hỏi. "Hơn 500 đi." Diệp thần lau mồ hôi, thuận miệng trả lời. "Hơn 500 a." À. Đây không tính là đắt, bọn hắn còn mua được. Lúc này, lớp cách vách một cái thon gầy nam sinh đúng lúc từ bên cạnh trải qua, nghe được mấy người nghị luận, cũng nhìn lại. Nguyên bản hắn cho rằng dịp thần bề ngoài giá cả không rẻ vì vậy mà cũng không nói lời nào. Chính là khi hắn biết được diệt thần bề ngoài vậy mà chỉ giá trị hơn 500 khối sau đó, nhất thời cười lên. Hắn còn tưởng là đây là cái gì đồng hồ nổi tiếng A, nguyên lai là một khối phổ thông đồng hồ đeo tay A. Xoái cái gì xoái, có ta nhân công sĩ du thuyền tên sĩ hình Siri M268622 đẹp trai không? Ho khang một tiếng, cái này thon gầy nam sinh đứng ra, mười phần khoe khoang nói. Vừa nói, hắn một bên lắc lắc trên tay đeo nhân công sĩ. Hắn cái này nhân công sĩ lúc mua hơn 8 vạn đâu, ước chừng so sánh dịp thần khối kia cạn bã bề ngoài đắt hơn 100 lần đâu. Nhân công sĩ Nghe thấy thon gầy nam tử đeo dĩ nhiên là truyền thuyết bên trong nhân công sĩ, nếu rối rít nghiêng đầu nhìn lại. Nhân công sĩ đối với hắn nhóm lại nói, đây chính là xa xỉ phẩm. Bọn hắn chỉ từ điện ảnh truyền hình trong phim thấy qua, cho tới bây giờ không có ở trên thực tế gặp qua đâu. Đây chính là nhân công sĩ sao? Đích xác rất tuấn tú. Mấy người nhìn chầm chầm thon gầy nam tử bề ngoài nhìn một hồi, rối rít cảm khái. Cho dù có người cảm thấy bình thường, nhưng nó thẻ bài, giá cả bày ở nơi đó, nhớ không đẹp trai cũng không được. Huynh đệ, người khối này nhân công sĩ bao nhiêu tiền? Ta cảm thấy tối thiểu muốn một hai vạn đi. Không không không, ta thấy qua một khối hơn mười ngàn nhân công sĩ, tuyệt đối không có hắn khối này xinh đẹp, ta cảm thấy tối thiểu muốn ba vạn khối. Có người suy đoán nói. Ba vạn. Nghe đến đó, thon gầy nam tử kinh thường cười cười. Đùa gì thế, ta đồng hồ này hơn tám vạn, tiếp cận chín vạn. Thong gầy nam tử dị thường phách lối nói. Cái gì? Nghe đến đó, vây xem mấy người nhất thời mộng bức rồi. Hơn 8 vạn, tiếp cận 9 vạn. Ông trời của ta a à. So với bọn hắn 4 năm sinh hoạt phí còn phải đắt rất nhiều. Đây chính là phú nhị đại, đây chính là nhà giàu sinh hoạt sao. Bị mọi người khiếp sợ ánh mắt hâm mộ nhìn đến, thong gầy nam tử có chút bành trướng. Vì sao ta cảm thấy khối này nhân công sĩ, không như lá thần khối kia bề ngoài dễ nhìn đâu. Có người nhỏ giọng thầm thì một câu ta cũng cảm thấy. Bên cạnh, cũng có người phụ họa. Nghe đến đó, thon gầy nam tử nhất thời không vui. Mình đường đường hơn 8 vạn nhân công sĩ, vẫn còn so sánh không lên một khối hơn 500 phá bề ngoài. Những người này thẩm mỹ là xảy ra vấn đề sao? Diệp thần, ngươi đồng hồ này là... Tết Tết Philip sao? Lúc này, một người nữ sinh tò mò hỏi. Phụ thân nàng là cùng nhiệt đồng hồ nổi tiếng người yêu thích, nhận được phụ thân nguyện ý, nàng đối với đồng hồ nổi tiếng cũng có chút lý giải. Vừa mới nghe nơi này có người đang bàn luận đồng hồ nổi tiếng, nàng liền thấy Hiếu Kỳ đi tới. Chỉ nhìn đầu tiên nhìn, nàng liền dị thường xác định, Diệp Thần bề ngoài tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông bề ngoài. Cái này chế tác tuyệt đối không phải là một dạng bề ngoài có thể so sánh. Thậm chí là nhân công sĩ, cũng còn kém rất rất xa. Không chịu được tò mò trong lòng, nữ sinh tiến đến hỏi. Nàng không xác định Diệp Thần bề ngoài là Tết Tết Philip, vẫn là Vacheron Constantin. Nhưng nàng lại không tốt trực tiếp hỏi, ngay sau đó liền chọn Tết Philip phải. Diệp thần gật đầu, không có che giấu cái gì. Ân. Nhìn đến diệp thần gật đầu, nữ sinh bối rối. Đây là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Diệp thần bề ngoài vậy mà thật sự là đỉnh cấp đồng hồ nổi tiếng Tết Tết Philip. Càng bất khả tư nghị chính là, diệp thần vậy mà thật thừa nhận. Tết Tết Philip. Diệp thần bề ngoài là Tết Tết Philip. Nghe thấy nữ sinh cùng diệp thần đối thoại, bên cạnh mấy cái, đặc biệt là cái kia thon gầy nam sinh trợn mắt hốc mồm bọn hắn có chút không dám tin tưởng chính mình nghe được. Làm sao có thể chứ? Diệp thần nói giá trị hơn 500 vạn bề ngoài, dĩ nhiên là Pết Tết Philip. Pết Tết Philip không phải cao cấp đồng hồ nổi tiếng sao? Làm sao có thể chỉ trị giá hơn 500 khối đâu? Chờ chút, không đúng, đúng không? Vừa mới Diệp thần chỉ nói là hơn 500, phía sau tựa hồ không có đơn vị. Là bọn hắn theo bản năng đem hơn 500 phía sau đơn vị trở thành nguyên. Nghĩ tới đây, mấy người che miệng, không thể tin được đoán được kết quả. Lẽ nào diệp thần nói hơn 500, phía sau đơn vị không phải nguyên? Diệp thần nói hơn 500, phía sau là vạn. Diệp thần cái này bề ngoài, giá trị hơn 500 vạn. Mấy người đều bị suy đoán của mình kinh động, thân thể cũng không nhịn được khẽ rung lên. Làm sao có thể? Một khối bề ngoài mà thôi, làm sao có thể đắt như vậy? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu mà diệp thần bề ngoài thật sự là Tet Ted Philip. Có lẽ thật có khả năng, dù sao hơn 500 nguyên là tuyệt đối không thể nào mua được Tet Ted Philip coi như là tết tết philip cao hàng nhái cũng mua không được hơn 500 vạn tự hồ mới phù hợp tết tết philip tại đây thẻ bài diệp thần ngươi đồng hồ này hơn 500. hơn 500 vạn rốt cuộc có người không nhịn được run run rẩy rẩy mà hỏi đúng vậy a à, làm sao diệp thần không hiểu hỏi đúng vậy diệp thần trả lời đúng vậy hắn đồng hồ này thật giá trị hơn 500 vạn hơn 500 vạn đều có thể tại giang châu trung tâm thành phố mua hai bộ nhà Diệp thần trên tay đeo ở đâu là bề ngoài a, rõ ràng là hai bộ phòng ở a. Mấy người sững sờ nhìn đến Diệp thần Tết Tết Philip, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Hiện trường là thuộc vừa mới khoe khoang mình nhân công sĩ thon gầy nam tử nhất lúng túng. Mình dùng một khối hơn 8 vạn bề ngoài, tại người ta hơn 500 vạn Tết Tết Philip trước mặt khoe khoang. Mình không phải là thằng hề nhảy nhót, đó là cái gì? Quá mẹ nó mất mặt. Thon gầy nam tử sắc mặt nhất thời trở nên đỏ bừng. Sửng sốt thật lâu, hắn mới tỉnh hồn lại không đúng, không đúng. Chuyện này từ đầu tới cuối, tự hồ cũng là dịp thần nói. Là dịp thần nói mình bề ngoài là Pétek Philip, hơn nửa giá trị hơn 500 vạn. Hắn căn bản không có lấy ra bất kỳ chứng cứ A. Một người bình thường sinh viên năm nhất, đeo mấy triệu Pétek Philip. Điều này có thể sao? Dịp thần hoàn toàn có thể thổi ngư bức A, có không cần muốn bất kỳ bằng chứng. Nghĩ tới đây, thon gầy nam tử bình thường trở lại. Hắn khẳng định, dịp thần tuyệt đối vì tìm về mặt mũi, đang thổi da trâu hơn 500 vạn, ngươi chứng minh như thế nào? Thon gầy nam tử cười lạnh một tiếng, lời thề son sắc mà hỏi. Ta dám khẳng định, cái này dịp thần bề ngoài, tuyệt đối không có khả năng hơn 500 vạn. Nhưng mà còn không chờ thon gầy nam tử dứt tiếng, bên cạnh có người kinh hô. Mau nhìn bài viết cùng bày tỏ tường, đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn đồng hồ tường trắng. Nhìn bài viết. Đã xảy ra chuyện lớn. Xảy ra đại sự gì? Mang theo lòng hiếu kỳ, mọi người mở ra bày tỏ tường, hoặc là bài viết một giây kế tiếp nhìn đến phía trên hình ảnh mọi người trố mắt nghẹn hỏng bọn hắn mới vừa vào đến con mắt thứ nhất nhìn thấy được một tấm diệp thần cùng tô ngưng sương từ một chiếc ferrari trên dưới đến mà từ trên chỗ tài xế ngồi xuống rõ ràng chính là diệp thần đây cũng chính là nói diệp thần xe là một chiếc ferrari nghĩ tới đây mấy người triệt để tin tưởng diệp thần tết tết philip tuyệt đối là thật dù sao một cái lái ferrari đi học người tại sao là người nghèo đâu nhìn đến bài viết bên trên Diệp thần từ Ferrari trên dưới đến hình ảnh, thon gầy nam tử muốn độn thổ cho xong. Hắn đoán sai rồi. Diệp thần mở dĩ nhiên là Ferrari. Lúc này, hắn triệt để tuyệt vọng. Thừa dịp mọi người thấy bày tỏ tường cơ hội, thon gầy nam tử lập tức ảo não trốn. Đi xuống lật một cái, bọn hắn thậm chí còn tìm được video. Tuy rằng trong tấm ảnh, Diệp thần chỉ là gò má. Nhưng chỉ cần gặp qua Diệp thần người, đều có thể khẳng định, đây tuyệt đối là Diệp thần đặc biệt là nghĩ tới ngày hôm qua huấn luyện quân sự thời điểm, Tô Giáo Hoa chính là tự mình đến cho Diệp Thần đưa nước. Ngày hôm qua Diệp Thần nói, hắn và Tô Giáo Hoa không có quan hệ trò chơi. Nhưng hôm nay, hắn liền cùng Tô Giáo Hoa từ một chiếc Ferrari bên trong đi ra. Xem ra, vẫn là sáng sớm hôm nay. Người nói hai người bọn họ người không có quan hệ, coi như là quỷ giả không tin a. À. Diệp Thần cùng Tô Giáo Hoa giữa tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí có khả năng, Diệp Thần đã đem Tô Giáo Hoa bắt lấy. Bằng không Tô giáo Hoa làm sao có thể chủ động tới cho hắn đưa nước đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Thần đồng học mười phần hâm mộ nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại bên cạnh của bọn hắn vậy mà còn có như vậy một vị thần hào. Bọn hắn trong đó, tức có người hâm mộ Diệp Thần cùng Tô giáo Hoa quan hệ không giống nhau, cũng có người hâm mộ Diệp Thần vậy mà mở là Ferrari. Lão Diệp, thành thật mà nói, tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng Tô giáo Hoa chung một chỗ? Đối với chúng ta huynh đệ đều không nói thật, lão Diệp a ngày hôm qua còn nói cùng tô giáo hoa quan hệ một dạng hôm nay liền cùng người ta từ một chiếc trong xe đi ra ha ha nam nhân a à. diệp thần mấy cái bạn cùng phòng vây quanh muốn từ diệp thần trong miệng biết rõ hắn và tô giáo hoa đến tục cùng là quan hệ thế nào diệp thần cũng không trả lời những này mà là nhìn đến bài viết phía dưới bình luận đặc biệt là nhìn thấy còn có người tổ đoàn muốn tới cùng mình trao đổi diệp thần cũng rất bất đắc dĩ hắn và tô giáo hoa giữa là trong sạch được rồi tối thiểu hiện tại là trong sạch tương lai nói không chừng Hắn và Tô Giáo Hoa cái này không có cái gì. Xem ra chính mình muốn làm học ngoại trú là chính xác. Hiện tại hắn cùng Tô Giáo Hoa giữa còn không có gì, mình đã trở thành toàn trường nam sinh công địch. Vạn nhất về sau thật còn Tô Giáo Hoa có chút chuyện gì. Khi hắn sợ rằng liền cái trường học này cũng không dám ở lại. Không đợi Diệp Thần trả lời mấy người vấn đề, huấn luyện quân sự tiếp tục. Giữa trưa huấn luyện quân sự kết thúc, Diệp Thần cũng không có cùng mấy người cùng đi nhà ăn, mà là lái xe tự mình đi bên ngoài ăn. Diệp Thần cảm thấy ra chuyện này, nếu như chính mình xuất hiện tại nhà ăn. Sợ rằng không an toàn. Mình mấy ngày nay vẫn là ở bên ngoài ăn đi. Đúng lúc, mình tân thủ lễ bao, còn có một tấm ngàn lần thẻ hoàn trả. Còn có ba ngày liền muốn quá hạn. Bây giờ có thể tốn. Diệp thần chỉ cần hoa 5.000 khối, là có thể hoàn trả 500 vạn rồi. Nếu mà không phải tấm thẻ này có hạn mức tối đa, Diệp thần tuyệt đối, chỉ bằng tấm thẻ này, hắn xế chiều hôm nay là có thể trở thành thế giới tỷ phú. Nhưng rất đáng tiếc, trò chơi không cho Diệp Thần lợi dụng sơ hở cơ hội. Giữa trưa, Diệp Thần trước tiên đem trên người mình có hơn 1.000 nhanh tốn ra ngoài. Dù sao, hiện tại hắn trên tay tạm thời liền 5.000 khối đều không có. Hoàn trả hơn trăm vạn. Sau đó, Diệp Thần lại tốn hơn 3.000, hoàn trả hơn 300 vạn. Diệp Thần thuận lợi đem ngàn lần thẻ hoàn trả xài hết. Lúc này, Diệp Thần thẻ ngân hàng rồi, đã từ trước bốn chữ số, biến thành bảy chữ số rồi. Diệp Thần rất là hài lòng. Buổi chiều huấn luyện quân sự tiếp tục, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, Diệp Thần liền tìm được phụ đạo viên, làm học ngoại trú thủ tục. Dù sao phòng ngủ nào có biệt thự của mình thơm. Huống chi, hiện tại thân là toàn trường công địch Diệp Thần, ở phòng ngủ cũng không an toàn a. À. Khi lúc trời tối, Diệp Thần trở lại biệt thự. Tại lúc không giờ, Diệp Thần hoa không. Hai nguyên, đem chiếc kia giá trị 400-500 vạn Bentley Continental mua. Bentley Continental là một cái kiệu chạy, nắm giữ hai môn bốn tòa, 10 phần hào hoa. Chúc mừng, mua sắm Bentley Continental thành công, hiện đã ngừng ở ngài nhà để xe, chú ý kiểm tra và nhận. Tạm thời không buồn ngủ, Diệp Thần đi thẳng tới biệt thự nhà để xe. Lúc này, to lớn trong nhà để xe, ngoại trừ Diệp Thần chiếc Ferrari kia. Còn nhiều hơn một chiếc đại khí bàn bạc màu đen xe sang trọng. Chính là Diệp Thần vừa mới mua đến tay Bentley Continental. Diệp Thần đối với chiếc này Bentley Continental rất hài lòng. Tuy rằng Ferrari rất tốt, nhưng dù sao chỉ có thể ngồi hai người. Nếu mà người càng nhiều, cũng rất không tiện rồi. Nhưng bây giờ, có chiếc này Bentley Continental, rất nhiều chuyện liền dễ dàng. Ngày thứ hai, bởi vì vừa mới đạt được chiếc này Bentley Continental, ngay sau đó Diệp Thần liền mở ra chiếc xe này, đi trước trường học. Nửa đường, Diệp Thần bất ngờ nhận được một cú điện thoại. Chương 15, giá trị hơn ức tưởng thưởng, cùng Tô Ngưng Sương đi dạo phố. Cú điện thoại là này Diệp Thần biểu tỷ Triệu Thư Huyên đánh tới. Thời gian này biểu tỷ Triệu Thư Huyên gọi điện thoại cho mình, là Diệp Thần có chút không nghĩ đến làm sao vậy tỷ diệp thần nhận điện thoại tò mò hỏi hắn theo bản năng cho rằng đã xảy ra chuyện gì diệp thần tối nay ta muốn cùng ngưng sương cùng đi ra ngoài đi dạo phố ngươi cùng nhau a à? trong điện thoại truyền đến triệu thư huyên âm thanh triệu thư huyên vẫn không có quên kết hợp diệp thần cùng tô ngưng sương lần này nàng cùng ngưng sương hẹn xong đi dạo phố chỉ có hai người bọn họ gọi lên diệp thần cũng chỉ có ba người đi dạo phố thời điểm nàng mượn cớ đi ra để lại cho hai người đơn độc chung sống không gian một lúc sau nhất định sẽ hữu hiệu quả ai mình cái này làm tỉ tỉ thật không dễ dàng vì lão đệ hạnh phúc thao toái liễu tâm a triệu thư huyên trong tâm thở dài nói a các ngươi cùng nhau đi dạo phố ta đi có phải hay không không tốt lắm diệp thần nhỏ giọng hỏi không có gì không tốt qua một thời gian ngắn khí trời liền lạnh ngươi mới vừa lên đại học khẳng định không có mang quá nhiều y phục triệu thư huyên phản bác diệp thần lần này liền coi như mua cho ngươi một hồi y phục mùa thu rồi liền dạng này ước định chúng ta buổi tối thấy dứt lời không cho diệp thần một tia cơ hội cự tuyệt triệu thư huyên trực tiếp cúp điện thoại nhìn thấy triệu thư huyên cúp điện thoại diệp thần cũng không tốt nói gì không phải là đi dạo phố sao đi tới nói thật hắn thật không có mang quá nhiều y phục mùa thu một khi khí trời lạnh lên y phục liền không đủ lần này liền coi như cho tự mình đi mua quần áo rồi biểu tỷ cũng giúp mình không ít còn muốn kết hợp mình và Tô Ngưng Sương, thậm chí so với chính mình còn quan hệ mình chung thân đại sự. Hiện tại Diệp Thần không giống với lúc trước, giá trị con người phá ức. Lần này đi dạo phố có thể thuận tiện mua cho nàng cái quà nhỏ. Đến lúc cuối tuần có thời gian, mình về lại gia một chuyến. Len Ken. Lúc này, Diệp Thần điện thoại di động chấn động một hồi. Lương tháng 3 nghìn, ta chính là thế giới tỷ phú, trò chơi có tin tức. Bởi vì đang đợi đèn đỏ, có thời gian, Diệp Thần liền mở ra trò chơi mang tính lựa chọn khiêu chiến. Lựa chọn 1, đáp ứng buổi tối cùng biểu tỷ và tô ngưng sương cùng nhau đi dạo phố, nhiệm vụ thưởng, tân thái trung tâm thương mại một tòa. Lựa chọn 2, cự tuyệt cùng biểu tỷ và tô ngưng sương cùng nhau đi dạo phố, buổi tối mình ở tại biệt thự. Nhiệm vụ thưởng, 500 vạn tiền mặt. Nhìn đến lần này trò chơi ban bố mang tính lựa chọn khiêu chiến. Dịp thần căn bản không khỏi do dự. Lựa chọn một tưởng thưởng là tân thái trung tâm thương mại. Tân thái trung tâm thương mại, là Giang Châu lớn nhất trung tâm thương mại một trong. Tân Thái trung tâm thương mại chiếm diện tích hơn 100 mẫu, tổng kiến trúc diện tích cao đến 10 vạn mét vuông, hiện đã có Louis Vuitton, Gucci, Rada, Cati, Armani, Đế Phạm Ni chờ thế giới đỉnh cấp nhãn hiệu trú vào. Tổng giá trị ít nhất phá ức. Mà tương đối lựa chọn thứ hai, tưởng thưởng chỉ có 500 vạn. Căn bản là không có cách cùng cái thứ nhất so sánh. Huống chi, Diệp Thần đã đáp ứng biểu tỷ, hắn tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Xem ra, tân thái trung tâm thương mại nhất định là của mình không nghĩ đến lúc này mới thời gian mấy ngày lại một cái tiểu mục tiêu sắp thực hiện diệp thần giá trị con người cũng nhanh muốn đột phá đến hai ức rồi ai thật là phiền a à. một hai ngày liền lấy được một cái tiểu mục tiêu quá dễ dàng đi đèn xanh sáng lên diệp thần để điện thoại di động xuống lái xe đi trước trường học một cái khác một bên ngày hôm qua diệp thần cùng tô ngưng sương từ trong một chiếc xe chuyển kế tiếp cũng đã tạm thời kết thúc đây cũng không phải mọi người đã tiếp nhận tô giáo hoa đã danh hoa có chủ mà là có người ở thiệp phía dưới phát vài tấm hình đó là sáng sớm hôm qua ở cửa trường học tô ngưng sương bên trên dịp thần xe hình ảnh nguyên lai like tô giáo hoa là ở cửa trường học bên trên dịp thần xe nói cách khác khuya ngày hôm trước tô giáo hoa cũng không là cùng dịp thần chung một chỗ nghĩ tới đây vô số nam sinh lúc này mới thở dài một hơi sáng sớm hôm qua tô giáo hoa có thể là đi mệt ngay sau đó mới dựng một cái đi nhờ xe dù sao bãi đậu xe khoảng cách nữ sinh túc xá không xa. Tô giáo hoa lạnh lùng tính cách, dạng này vu vơ sự tình, nàng tự nhiên sẽ không ra mặt giải thích. Vô luận là đưa nước, vẫn là đáp đi nhờ xe, đều không thể chứng minh Diệp Thần cùng Tô giáo hoa đã là quan hệ bạn trai bạn gái rồi. Nói không chừng hai người chỉ là bằng hữu bình thường, hoặc là bà con xa các loại đâu. Rất nhiều nam sinh dạng này an ủi mình. Trong lòng bọn họ nữ thần, vẫn như cũ cái kia cao lãnh giáo hoa. Vừa nghĩ như thế, trong lòng của bọn họ thoải mái hơn cũng không đòi phải đi tìm diệp thần hữu hảo thương lượng rồi chuyện này xem như tạm thời kết thúc tô ngưng sương là ở cửa trường học bên trên diệp thần xe chuyện này diệp thần trong lớp người cũng biết diệp thần nguyên lai nói là thật đó a à. hắn và tô giáo hoa cũng không có đặc thù gì quan hệ nghĩ tới đây trong lớp nam sinh tất cả đều thở dài một hơi chẳng phải hâm mộ ghen tị diệp thần rồi không chỉ như thế bọn hắn thậm chí còn có từng tia cười trên nỗi đau của người khác ngược lại thì trong lớp các nữ sinh đặc biệt là tự nhận là có chút sắc đẹp nữ sinh, chính là cao hứng. Diệp thần vẫn còn độc thân A. Các nàng còn có cơ hội. Dù sao, diệp thần Ferrari chính là thật. Hơn nữa diệp thần nhan trị vẫn như thế cao. Ổn thỏa cao giàu đẹp trai, có thể không khiến người ta động lòng sao. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu, các nàng liền không kịp đợi chủ động tăng thêm diệp thần uy chắc. Không chỉ là trong lớp nữ sinh, thậm chí còn có những lớp khác cấp, thậm chí còn năm thứ hai đại học, đại tam sinh đẹp học tỷ, cũng có nhân chủ động tăng thêm diệp thần uy chắc. Dù sao trước có Tô Ngưng Sương tại tại đây, các nàng tự nhận là không tranh hơn Tô Ngưng Sương. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Khi Diệp Thần đi đến thao trường, rất nhiều nữ sinh xinh đẹp đều chủ động vây quanh, chen lấn cho Diệp Thần đưa nước, đưa trà sữa cái gì. Nhìn thấy đây màng, nguyên bản những cái kia có chút nhìn có chút hả hê đám nam sinh, lần nữa hâm mộ. Đúng vậy, người ta liền tính cùng giáo hoa không quan hệ lại làm sao. Người ta vẫn là cao cấp cao giàu đẹp trai, lái Ferrari, đeo Patek Philippe nghĩ tới đây bọn hắn lần nữa thương tâm lên bị nhiều nữ sinh như vậy bỗng nhiên vây quanh diệp thần đều là một hồi mộng diệp thần thật vất vả mới từ trong bụi hoa vùng vẫy đi ra đi tới mấy cái bạn cùng phòng bên cạnh lão diệp mặc dù không có tô giáo hoa nhưng bị nhiều nữ sinh như vậy chủ động lấy lòng vẫn là rất sảng khoái đúng vậy lão diệp ngươi muốn kiên cường a à? cho dù không có tô giáo hoa còn có nhiều như vậy xinh đẹp học tỷ cô em xinh đẹp ba người khuyên diệp thần ba người nói đem diệp thần nghe sửng sốt một chút không đợi diệp thần mở miệng hỏi huấn luyện viên đi tới huấn luyện quân sự lần nữa bắt đầu thời gian từng giờ trôi qua buổi chiều huấn luyện quân sự kết thúc diệp thần lái xe trước quay về rồi mình biệt thự tắm đổi cái y phục sau đó hắn mới mở thượng khách lợi đi tới trường học đi đón tô ngưng sương cùng triệu thư huyên bên này triệu thư huyên cùng tô ngưng sương cũng từ lầu dưới nhà trọ đến cùng nhau đi về hướng cửa trường học triệu thư huyên cùng diệp thần hẹn xong ở cửa trường học gặp mặt Triệu Thư Huyên đã cùng Tô Ngưng Sương nói Diệp Thần sẽ đến. Dù sao hai người đều không biết lái xe, cũng không có xe, Diệp Thần đến, vừa vặn có thể làm miễn phí tài xế. Tô Ngưng Sương không chỉ không có cự tuyệt, tâm lý ngược lại thì có một nhà nhẹ mong đợi Diệp Thần đến. Chương 16, nhanh như vậy, Diệp Thần đã đem Tô Giáo Hoa ôm vào trong ngực sao? Tô Ngưng Sương cũng nói không lên đây tột cùng là một loại gì cảm giác. Có lẽ là bởi vì mấy lần trước, Tô Ngưng Sương đối với Diệp Thần thật tò mò đi. Hai người đi đến cửa trường học, đợi lát nữa, Diệp Thần liền lái xe tới rồi. Nhìn đến Diệp Thần Bentley Continental, Triệu Thư Huyên có chút sửng sờ. Lần này là ba người bọn họ, Triệu Thư Huyên còn đặc biệt căn dặn Diệp Thần, không nên mở Ferrari đến. Dù sao ba người ngồi không mở, hơn nữa quá kêu căng rồi. Diệp Thần nói hắn mới vừa bắt đến một chiếc điệu thấp một chút xe, ba người hoàn toàn có thể ngồi xuống. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Thần trong miệng điệu thấp một chút xe, dĩ nhiên là một chiếc Bentley. ly. Trong nơi này điệu thấp. Triệu Thư Huyên ở trong lòng nhổ nước bọt. Bất quá so sánh với Ferrari đến, Biên Ly vẫn tính là điều thấp một chút xíu. Ngược lại thì Tô Ngưng Sương nhìn thấy Diệp Thần Biên Ly biểu hiện rất tĩnh lặng. Nếu mà quan sát cẩn thận mà nói, sẽ phát hiện, trước Tô Ngưng Sương nhìn thấy Diệp Thần Ferrari thì, cũng là đồng dạng bình tĩnh. Chỉ có lần trước biết rõ Diệp Thần dĩ nhiên là sướng nhiên cư lão bản thì, Tô Ngưng Sương hơi kinh ngạc. Nhưng mà chỉ là hơi có chút vô cùng kinh ngạc, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tô Ngưng Sương bối cảnh gia đình, tự hồ không đơn giản. Hai người lên xe, diệp thần liền chạy thẳng tới tân thái trung tâm thương mại mà đi dù sao tân thái trung tâm thương mại lập tức liền thuộc về mình mình lần này bỏ tới khi thị sát xí nghiệp chiếu cố nhà mình làm ăn hơn nửa giờ qua đi diệp thần chậm rãi dừng xe ba người xuống xe đi vào to lớn tân thái trung tâm thương mại diệp thần đối với mua đồ đi dạo phố bình thường triệu thư huyên chính là rất hưng phấn tô ngưng sương vẫn rất lạnh lùng ngược lại thì cùng diệp thần có chút giống nhau tại triệu thư huyên dưới sự dẫn dắt ba người bắt đầu ở tân thái trung tâm thương mại đi dạo đi dạo lát nữa, Diệp Thần điện thoại di động chấn động một hồi. Diệp Thần tìm được một xó xỉnh, lấy ra điện thoại di động, quả nhiên là lương tháng 3000, ta chính là thế giới tỷ phú, trò chơi tin tức nhắc nhở. Diệp Thần điểm tiến vào trò chơi, liền nhảy ra chừng mấy cái nhắc nhở. Đáp ứng buổi tối cùng biểu tỷ và Tô Ngưng Sương đi dạo phố khiêu chiến hoàn thành. Chúc mừng thu được Tân Thái Trung tâm thương mại quyền sở hữu, trở thành Tân Thái Trung tâm thương mại lão bản mới. Chúc mừng thu được kinh nghiệm trị 8 điểm. Chúc mừng thu được tích phân 3 điểm. Diệp Thần nhìn một chút mình người chơi đẳng cấp, hiện tại đã là LV1, 13, 100. Thương thành đẳng cấp, nhất tinh thương thành, 15, 50. Đẳng cấp tăng lên không tính chậm, nghĩ đến không bao lâu, mình chính là tôn quý LV2 người sử dụng rồi. Thương thành cũng biết tăng lên đến nhị tinh. Không tệ, không tệ. Cũng trong lúc đó, Tân Thái Trung tâm Thương mại nhân viên quản lý nhận được tin tức. Lão bản trước nói cho bọn hắn biết, Tân Thái Trung tâm Thương mại đã bị những người khác thu mua. Bọn hắn thay mới lão bản. Sau đó, mấy người lại đi dạo 30-40 phút, Triệu Thư Huyên liền mượn cớ đi nhà vệ sinh rời đi trước. Trước khi rời đi, Triệu Thư Huyên vẫn không quên cho Diệp Thần nháy mắt. Triệu Thư Huyên tạm thời rời khỏi, Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương đều có chút mệt mỏi. Ngay sau đó hai người thương lượng một chút, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà hai người cũng không có chú ý, tại phía sau bọn họ cách đó không xa, có ba nữ sinh đang hướng bên này nhìn tới. Ồ, đây không phải là tô giáo hoa sao? Nàng vậy mà cùng một cái nam sinh ở đi dạo phố nhìn thấy diệp thần cùng tô ngưng sương ba người đều trợn tròn mắt các nàng cùng diệp thần tô ngưng sương là một trường học hôm nay tới đi dạo phố có thể không ý giữa liền phát hiện tô ngưng sương Trứ danh cao lãnh giáo hoa bây giờ lại cùng một cái nam sinh ở đi dạo phố cái này thật bất khả tư nghị bên người nàng người nam sinh kia là ai a à? một cái hơi mập nữ sinh tò mò hỏi thật giống như cái kia sinh viên đại học năm nhất gọi thế nào diệp thần chính là hắn trước ta đã từng gặp tô giáo hoa cho hắn đưa nước và tô giáo hoa từ xe hắn bên trên đi ra hình ảnh một người nữ sinh vô cùng tin chắc nói ra nguyên bản nàng còn tưởng rằng tô giáo hoa cùng cái này diệp thần không có quan hệ gì nhưng bây giờ nhìn thấy hai người vậy mà chung một chỗ đi dạo phố sự tình coi như không quá bình thường đi chúng ta đi qua nhìn một chút chứ sao ba người xuất phát từ hiếu kỳ liền bước nhanh hướng về diệp thần cùng tô ngưng sương đi tới khi diệp thần cùng tô ngưng sương trải qua quẹo của một cái thì tô ngưng sương sơ ý một chút chân đau rồi một hồi sau đó liền hướng bên cạnh ngã xuống. May nhờ Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đưa tay, ôm lấy Tô Ngưng Sương, lúc này mới đề phòng Tô Ngưng Sương ngã xuống. Một cái khác một bên, ba nữ sinh đúng lúc đi tới. Bởi vì là trẻ ngoặt, hai người không nhìn thấy Tô Ngưng Sương trẹo chân một màn. Các nàng vừa qua đến, liền thấy Diệp Thần đem Tô Ngưng Sương ôm lấy. Nhìn thấy đây màn, ba nữ sinh trố mắt nghẹn họng. Các nàng không thể tin được đây là thật. Ông trời của ta ơi, các nàng xem đến cái gì? Tô Giáo Hoa lại bị người ôm vào trong lòng, hơn nữa còn không có cự tuyệt. Ta à đi. Đây chính là một kiện chuyện thiên đại a. À. Trước, vô luận là đưa nước, vẫn là hai người cùng nhau từ trong xe đi ra, đều không thể nói rõ cái gì. Nhưng bây giờ, Diệp thần đều đem Tô Giáo Hoa ôm lấy. Hơn nữa Tô Giáo Hoa cũng không có cự tuyệt. Đây đủ để chứng minh hết thảy. Trời ạ, à, quá khó mà tin rồi. Một cái sinh viên đại học năm nhất, mới vừa vào học không bao lâu, liền đem đường đường cao lãnh Giáo Hoa bắt lại rồi đây quá mạnh mẽ. Một cái trong đó nữ sinh, tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem một màn này vỗ tới. Không muốn bị Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương phát hiện, chụp xong hình ảnh. Ba nữ sinh liền vội vàng xoay người, hướng về Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương hướng ngược lại mà đi. Một cái khác một bên, Triệu Thư Huyên cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Nguyên bản nàng là muốn đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến. Diệp Thần cùng Ngưng Sương dù sao mới vừa quen không lâu. Nếu như không có mình ở đây, coi như là có hai người đơn độc chung sống không gian sợ rằng hai người cũng sẽ không đợi quá lâu suy tư hồi lâu triệu thư huyên liền đã trở về nàng chuẩn bị lát nữa đi nhiều mấy lần nhà vệ sinh cho hai người nhiều chế tạo một ít đơn độc chung một chỗ cơ hội dạng này bọn hắn liền vô pháp rời khỏi chỉ có thể ở cùng nhau tán gẫu bởi như vậy hai đi chẳng phải quen thuộc sao vừa nghĩ tới triệu thư huyên một bên hướng về tại đây đi tới tại triệu thư huyên khoảng cách diệp thần cùng tô ngưng sương không xa thì triệu thư huyên ngây ngẩn cả người nàng trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn thấy tất cả. Diệp thần lại đem ngưng sương ôm lấy. Ta đi, đây cũng quá nhanh đi. Ngay cả luôn muốn kết hợp diệp thần cùng tô ngưng sương nàng, trong lúc nhất thời đều không có tiếp thụ qua đến. Hiện tại hai người đã phát triển tới mức này không? Quá nhanh chóng đi. Diệp thần tán gái năng lực mạnh như vậy. Xem ra là mình quá lo lắng, sợ rằng không có mình, diệp thần cũng có thể thoải mái đuổi theo ngưng sương. Bây giờ lúc này, nàng chính là tuyệt đối không thể làm kỳ đà cản mũi, Quá khứ quấy rầy hai người a. À. Suy nghĩ, triệu thư huyên thừa dịp dịp thần cùng tô ngưng sương không có chú ý, liền vội vàng chạy vào bên cạnh cửa hàng bên trong. Một cái khác một bên, dịp thần ngồi xuống, nhìn một chút tô ngưng sương mắt cá chân. Lúc này tô ngưng sương mắt cá chân đã có có chút sưng đỏ. Dịp thần không có trì hoãn, trực tiếp ông lấy tô ngưng sương đi ra phía ngoài. Hắn chuẩn bị mang tô ngưng sương đi bệnh viện nhìn một chút, đề phòng bất ngờ gãy xương cái gì. Một cái khác một bên, bị dịp thần bá đạo ôm lấy. Tô Ngưng Sương mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng. Tim đập của nàng cũng không khỏi tăng nhanh. Đây là nàng lần đầu tiên bị một cái nam sinh ôm lấy, rất không thích ứng. Nhưng nàng biết rõ Diệp Thần là vì nàng tốt, phải dẫn nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chính nàng không đi được đường, cũng chỉ vô pháp cự tuyệt Diệp Thần. Ngay sau đó nàng chỉ có thể làm đà điểu, để cho Diệp Thần ôm lấy mình, đi ra phía ngoài. Chương 17, Tô Ngưng Sương động lòng. Lần đầu tiên bị nam sinh ôm lấy, Tô Ngưng Sương không dám nhìn người xung quanh ánh mắt, theo bản năng nhắm mắt lại cuối đầu tô ngưng sương nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc trên mặt nóng lên mặt cũng đỏ đến lỗ tai cái. từ trước tới nay lần đầu tiên bị nam sinh dạng này ôm lấy tô ngưng sương thật vô cùng không thích ứng nàng chỉ có thể ở trong tâm yên lặng mong đợi nhanh một chút đến trên xe nhanh một chút đến trên xe nhưng mà thượng thiên phản phất cùng nàng đối nghịch ngày thường chỉ cần mấy phút đường hôm nay đối với tô ngưng sương lại nói lại cực kỳ rất dài phản phất đi một thế kỷ cho dù tính cách của nàng tương đối lạnh lùng thậm chí được gọi là cao lãnh giáo hoa, lúc này cũng như một cái tiểu nữ sinh một dạng. Thật sự là quá xấu hổ a. À? Bởi vì xấu hổ, Tô Ngân Sương trong lúc nhất thời không để mắt đến mắt cá chân truyền đến đau đớn. Một cái khác một bên, nhìn đến Diệp thần ôm lấy Tô Ngân Sương rời khỏi, Triệu Thư Huyên cả người đều thấy choáng. Đây tột cùng là tình huống gì? Triệu Thư Huyên không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới nàng nhìn thấy, là chân thật phát sinh sao? Vẫn là mình sinh ra ảo giác? trước diệp thần cùng tô ngưng sương quan hệ một mực ôn hòa nhưng hôm nay vừa mới qua đi bao lâu a à? hai người đã phát triển đến loại trình độ này hoàn toàn có thế tính là chân chính tình lữ rồi lẽ nào trước ở trước mặt mình diệp thần cùng ngưng sương biểu hiện ôn hòa là cố ý là giả vờ trên thực tế diệp thần đã sớm bắt đầu truy ngưng sương thậm chí đã đem ngưng sương đuổi tới tay sao trong lúc nhất thời đủ loại lớn mật suy đoán xông lên triệu thư huyên trong đầu không nghĩ đến mình cái này biểu đệ đeo đuổi nữ sinh vẫn có một bộ liền ngưng sương dạng này băng sơn mỹ nhân đều thoải mái đuổi kịp tấm tắc nam nhân a à. bất kể nói thế nào ngưng sương cùng dịp thần có thể ở cùng nhau nàng chính là có không thể xóa nhòa công lao mặc kệ dịp thần đến cùng là thật hay không phát đạt nàng nhất thiết phải chặt đẹp dịp thần ngừng lại là nhất định nàng đã thèm nhỏ giải hải sản bữa tiệc lớn rất lâu rồi đặc biệt là cua hoàng đế đại long hà mình giúp hắn đem đường đường cao lãnh giáo hoa đuổi tới tay sao để cho hắn chảy máu nhiều mời mình ăn bữa bữa tiệc lớn không quá lắm đi triệu thư huyên đứng tại chỗ cũng không có đuổi theo một cái khác một bên nhìn đến diệp thần ôm lấy tô ngưng sương đi ra phía ngoài rất nhiều người qua đường đều không khỏi nghỉ chân vô luận là nam sinh nữ sinh thậm chí là tình nữ cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần nam sinh là vô cùng hâm mộ diệp thần có một cái như vậy bạn gái xinh đẹp mà nữ sinh chính là hâm mộ tô ngưng sương các nàng còn tưởng rằng tô ngưng sương là đi dạo phố mệt mỏi bạn trai chủ động ôm lấy đâu các nàng cũng muốn một cái như vậy soái khí thân thiết, có thể nói người đàn ông ấm áp bạn trai. Về phần tình lữ nhìn thấy đây màn, nhà gái đồng dạng hâm mộ Tô Ngưng Sương, rối rít yêu cầu bạn trai cũng ôm lấy các nàng. Một khắc này, mới vừa rồi còn hâm mộ dịp thần đàn trai chính là khổ không thể tả. Đặc biệt là một người vóc dáng gầy nhỏ nam sinh, nghe thấy bên cạnh mập mạp, tiếp cận 200 kg bạn gái cũng muốn tự mình ôm nàng sau đó. Càng là mắt tối sầm lại, thiếu chút té xỉu quá khứ. Một cái khác một bên, rốt cuộc trải qua rất dài chờ đợi, Diệp thần cuối cùng đem Tô Ngưng Sương ôm được trên xe. Hô! Tô Ngưng Sương thở vào một hơi, thoáng buông lỏng lại. Nàng cảm thấy, lúc này mặt mình so sánh nóng sốt còn nóng. Diệp thần đóng cửa xe, mình từ một cái khác một bên, đi đến chỗ tài xế ngồi, trực tiếp nổ máy xe, chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất mà đi. Diệp thần cẩn thận tỉ mỉ lái xe, vận dụng mình lão tài xế kỹ thuật lái xe, và Bentley Continental cường đại tính năng, tại trên quốc lộ bay nhanh. Bên cạnh, nhìn đến Diệp thần nghiêm túc gò má, một khắc này, Tô Ngân Sương một mực yên lặng nội tâm, bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Lúc này Nghiêm Túc Diệp Thần, là đẹp trai như vậy. Đây chính là có bạn trai quan tâm cảm giác sao? Loại cảm giác này ấm áp, mắt cá chân cũng không phải đau như vậy rồi. Nếu như có một ngày Diệp Thần có thể mình nam. ân. Uhm. Nghĩ tới đây, Tô Ngân Sương đều chính mình cũng bối rối. Vừa mới tự mình nghĩ rồi cái gì a? À? Tô Ngân Sương chính mình cũng không dám hồi ức. Lẽ nào vừa mới kia một loại cảm giác kỳ diệu Chính là truyền thuyết bên trong động tâm sao. Tô Ngân Sương mình không xác định. Dù sao cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương, cũng cho tới bây giờ không có yêu thích qua bất kỳ một cái nào nam sinh nàng, không rõ ràng cái gì gọi là động lòng. Vừa mới, Tô Ngân Sương xác định, nội tâm của nàng sinh ra một cổ chưa từng có cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào hình dung. Tự hồ một khắc này, có dịp thần ở đây, chuyện gì đều không phải vấn đề. Tô Ngân Sương cho tới bây giờ không có nghĩ tới có bạn trai là dạng gì một loại cảm giác chẳng qua nếu như có một người bạn trai, tại mình sinh bệnh thì quan tâm mình, tại mình bi thương thì nghe mình bày tỏ, an ủi mình. Tại gặp phải sự tình thì đích thân đứng ra. Tự hồ cũng không tệ. Một khắc này, Tô Ngân Sương nội tâm phát sinh một ít sửa đổi rất nhỏ. Đây một chút thay đổi, thậm chí ngay cả Tô Ngân Sương đều không có nhận thấy được. Bởi vì Diệp thần kỹ thuật lái xe, nguyên bản đi bệnh viện 20 phút con đường, Diệp thần chỉ dùng 12 13 phút đã đến. Nếu mà không phải hôm nay mở là Bim Ly, mà là mở Ferrari có lẽ sẽ càng nhanh hơn đến y viện diệp thần đem tô ngưng sương lần nữa ôm hướng về y viện đi tới lần này tuy rằng tô ngưng sương cũng rất xấu hổ nhưng không phải như vậy kháng cự bị diệp thần ôm lấy trải qua một loạt quy trình hai người đi đến bác sĩ trước mặt bác sĩ hỏi một chút tình huống liền bắt đầu kiểm tra kiểm tra xong đối với tô ngưng sương nói ra tiểu cô nương ngươi tìm bạn trai không tệ nếu mà không phải hắn kịp thời dẫn ngươi đến y viện sự tình chỉ sợ sẽ có chút hỏng bét bạn trai nghe thấy bác sĩ Xưng hô, nguyên bản vừa mới bình tĩnh lại, tô ngưng sương mặt lần nữa soát thoáng cái đỏ lên. Cái kia, chúng ta không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Tô ngưng sương nhỏ giọng trả lời. Không phải a, à, vậy ngươi càng phải cảm tạ một hồi hắn. Đối với ngươi tốt như vậy, có trách nhiệm tâm tiểu tử, hiện tại cũng không thấy nhiều rồi. Bác sĩ thuận miệng nói một câu, liền bắt đầu vừa nói tô ngưng sương mắt cá chân tình huống. Bởi vì đến kịp thời, vấn đề cũng không lớn. Bác sĩ mở ít thuốc nói tỉnh dưỡng cái ba bốn ngày còn kém không nhiều lắm. được, cảm ơn bác sĩ. cảm ơn bác sĩ. hai người cảm ơn bác sĩ. diệp thần ôm lấy tô ngưng sương đi ra phía ngoài. diệp thần đem tô ngưng sương ôm được cách đó không xa ghế ngồi, mình chính là đi đóng tiền, bắt thuốc. bởi vì phải tỉnh dưỡng, trở về trường học không tiện, vì vậy mà tô ngưng sương liền cho mẫu thân gọi điện thoại, để cho nàng đến đó mình trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. trải qua chuyện mới vừa rồi, quá mức xấu hổ, tô ngưng sương không quá nguyện ý để cho diệp thần đưa về nhà mình hơn nữa để cho Diệp Thần đưa về nhà mình, phụ thân khẳng định muốn hỏi lung tung này kia, rất phiền phức. Có chủ ý, Tô Ngưng Sương liền cho mẫu thân gọi điện thoại. Sau 20 phút, Tô Ngân Sương mẫu thân vội vã chạy đến. Khi nàng lúc chạy tới, Diệp Thần còn tại xếp hàng bắt thuốc, tuy rằng đã là buổi tối, nhưng y viện người cũng không ít. Ngân Sương, ngươi thế nào? Tô Ngưng Sương mẫu thân nhìn thấy Tô Ngưng Sương, nhất thời lo lắng hỏi, giọng điệu bên trong tràn đầy lo lắng. Mẹ, ta không sao, chính là chân đau rồi một hồi. Tô Ngưng Sương giải thích, sau đó nàng liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho mẫu thân. Là dạng này a, à, người nam sinh kia đâu? Sau khi nghe xong, Tô Ngưng Sương mẫu thân nhìn một vòng, tại đây chỉ có Tô Ngưng Sương một người, cũng không có nam sinh cái bóng. Diệp thần đi lấy thuốc. Tô Ngưng Sương giải thích. Chúng ta chờ một lát đi. Hừng, chờ một lát, phải thật tốt cám ơn người ta. Tô Ngưng Sương mẫu thân cũng gật đầu. Nếu như không có nam sinh này, nữ nhi hôm nay liền gặp nguy hiểm. 4-5 phút đồng hồ qua đi, Diệp Thần cầm lấy thuốc đi tới. Xa xa, Diệp Thần liền thấy Tô Ngưng Sương bên cạnh nhiều hơn một cái thoạt nhìn mười phần ôn nhu trung niên nữ tử. Không cần nhiều lời, đây nhất định là Tô Ngưng Sương mẫu thân. Lúc này, Tô Ngưng Sương mẫu thân cũng nhìn kỹ qua đây. Bị Tô Ngưng Sương mẫu thân như vậy vừa nhìn, nguyên bản không có cái gì Diệp Thần đều có chút khẩn trương. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tô Ngưng Sương mẫu thân nhìn mình, lại có một loại cha mẹ vợ nhìn con rể cảm giác. Chương 18, đi Tô Ngưng Sương gia làm khách tô ngưng sương thấy được diệp thần qua đây nghiêng đầu liền đối với mẫu thân nói một câu mẹ diệp thần đến nghe qua vừa mới tô ngưng sương miêu tả tô ngưng sương mẫu thân đã đối với diệp thần có nguyên tắc ấn tượng với tư cách mẫu thân mình đối với nữ nhi tính cách mười phần lý giải tô ngưng sương mẫu thân đã từ vừa mới nữ nhi giọng nói bên trong đánh giá nữ nhi cùng cái này diệp thần giữa tự hồ có như vậy từng tia cổ quái hơn nữa vừa mới nữ nhi cố ý không có nói nàng trẹo đến chân sau đó làm sao ra trung tâm thương mại làm sao đến y viện nữ nhi trẹo chân tự nhiên không thể nào là chính nàng đi ra trung tâm thương mại như vậy kết luận chỉ có là bị dịp thần dìu đỡ hoặc là ôm lấy nhưng vô luận là loại nào nữ nhi đều không có phản đối vậy đã nói rõ bình thường hơn nữa còn là rất không bình thường câu ngân sương mẫu thân chính là mười phần lý giải nữ nhi nếu mà nữ nhi không cẩn thận trẹo đến chân coi như là có nam sinh muốn chủ động giúp nàng lấy nữ nhi tính cách là tuyệt đối sẽ không đáp ứng trừ phi nữ nhi đối với người nam sinh kia không ghét thậm chí có từng tia yêu thích nữ nhi dù sao đã lớn rồi tô ngưng sương mẫu thân cũng không có vạch trần điểm này vì vậy mà khi nàng nghe thấy nữ nhi nói diệp thần sau khi trở lại nhìn diệp thần ánh mắt cũng có chút không đúng lắm liền có như vậy một tia giống như cha mẹ vợ nhìn con rể ý tứ diệp thần cảm giác không sai nữ nhi muốn yêu nàng không phản đối nhưng nữ nhi tìm bạn trai nàng nhất định phải tỉ mỉ kiểm định một chút chỉ cần có một chút không hợp cách cũng đừng nghĩ cùng nữ nhi chung một chỗ. Bị tô ngưng sương mẫu thân nhìn đến, dịp thần có cảm giác không nói ra được. Dịp thần đi tới, mười phần khách khí chào hỏi. Chào A Di. Xin chào. Tô ngưng sương mẫu thân gật đầu, đối với dịp thần mới nhìn ấn tượng còn có thể. Tên tiểu tử này rất có lễ phép, lớn lên cũng không tệ. Tô học tỷ, đây là lấy thuốc, loại này. Dịp thần đem thuốc đưa cho tô ngưng sương, sau đó nhất nhất giới thiệu khởi mấy loại thuốc dùng phương thức. Bên cạnh, tô ngân sương mẫu thân nhìn đến, Đối với Diệp thần tương đối hài lòng. Tên tiểu tử này đối với con gái mình thật không tệ, rất quan tâm, cũng rất có tinh thần trách nhiệm. Nhìn đến Diệp thần, Tô Ngân Sương mẫu thân gật đầu một cái. Diệp thần xem như bước đầu hợp cách, nhưng muốn làm nàng con rể tương lai, còn cần tiến một bước quan sát khảo nghiệm. Ta nhớ xuống. Diệp thần chỉ nói một lần, Tô Ngân Sương liền nhớ kỹ. Ở trường học, Tô Ngân Sương ngoại trừ là trứ danh cao lãnh giáo hoa, vẫn có tên học bá, thành tích học tập dị thường xuất sắc nhất là lấy thưởng lấy được nương tay loại kia hơn nữa diệp thần trước còn nghe nói tô giáo hoa mặc dù là học bá nhưng cũng không là loại kia chỉ biết đọc sách sẽ không cái khác con mọc sách tô giáo hoa đa tài đa nghệ nghe nói nàng ca hát piano cổ điển múa chờ một chút tài nghệ đều rất mạnh mẽ bắt xong thuốc cũng không có cần thiết tại y viện đợi rồi ngay sau đó tô ngưng sương mẫu thân liền cùng diệp thần cùng nhau một người một bên dìu đỡ tô ngưng sương đi ra phía ngoài tuy rằng diệp thần không ngại dùng vừa mới đến phương thức mang tô ngưng sương ra ngoài Đương nhiên rồi, Diệp Thần không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy dạng này đi ra phương tiện một chút, tiết kiệm thời gian một chút. "Ân, ừ, chính là dạng này." Diệp Thần hắn là một cái người đứng đắn. Tuy rằng Diệp Thần không có gì ý kiến khác, nhưng Tô Ngưng Sương mẫu thân chỉ sợ sẽ không đồng ý. Vì vậy mà Diệp Thần chỉ có thể cùng Tô Ngưng Sương mẫu thân một người một bên, cẩn thận từng ly từng tí dìu đỡ Tô Ngưng Sương ra ngoài. Sau mười mấy phút, Diệp Thần cùng Tô Ngưng Sương mẫu thân dìu đỡ Tô Ngưng Sương đi ra y viện. Tô ngưng Sương mẫu thân xe liền ngừng ở y viện bên ngoài. Diệp thần nhìn từ đằng xa rồi một cái, tự hồ là một chiếc hơn trăm vạn màu đen cọc tiêu hàng không lao vụt. Ngược lại biển số xe không tệ, phía sau là SG888. Đi đến bên cạnh xe, Diệp thần giúp đỡ dìu đỡ Tô ngưng Sương lên xe. Tiểu thần hôm nay cực khổ rồi, nếu không cùng nhau, đi nhà chúng ta ngồi một chút. Tô ngưng Sương sau khi lên xe, Tô Ngân Sương mẫu thân nhiệt tình mời Diệp thần đi trong nhà làm khách. Hôm nay liền không đi, thời gian hơi trễ. Diệp thần lắc lắc đầu, hắn có chút không chịu nổi tô ngưng sương mẫu thân nhìn con rể loại ánh mắt này. Lần sau đi, ta nhất định dành thời gian đi a di -gia bái phỏng. Diệp thần ứng phó nói. Vậy thì tốt, liền nói như vậy định, sau đó để cho ngưng sương cùng ngươi lại trò chuyện tỉ mỉ. Nhưng mà diệp thần ứng phó mà nói, tô ngưng sương mẫu thân lại tưởng thật. Được. Nếu người ta đều nói như vậy, diệp thần cũng chỉ đành gật đầu. Tiểu thần, vậy liền gặp lại sau. Tô ngưng sương mẫu thân và diệp thần tạm biệt, lên xe. Tô Ngưng Sương cũng cùng Diệp Thần cáo biệt. Nhìn đến lao vụt chậm rãi rời khỏi, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa nhìn đến. SG-888 SG-888 Đây không phải là Tô Gia 888 sao? Diệp Thần kinh ngạc nghĩ đến. Nhìn đến chậm rãi đi xa xe mẹ xe đét bài, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Mới bắt đầu, hắn cho rằng biển số xe phía trước SG không có gì đặc thù hàm nghĩa. Chính là vừa mới trong lúc vô tình nghĩ tới Tô Ngưng Sương họ, mới chợt hiểu ra bởi như vậy, khối này biển số xe cũng rất không bình thường rồi. Nếu như là chỉ có ba cái tám, mặc dù không tệ, nhưng cũng không có quá mức đặc thù. Nhưng bây giờ, Diệp Thần phát giác, Tô Ngân Sương gia khối này biển số xe, hàm nghĩa dĩ nhiên là Tô Gia 888, vậy liền thật không đơn giản rồi. Xem ra Tô Ngân Sương bối cảnh gia đình, so với chính mình tưởng tượng nếu không một dạng A. Nguyên bản Diệp Thần cho rằng, Tô Ngân Sương hẳn đúng là một cái bạch phú Mỹ, điều kiện gia đình tương đối ưu việt. Nhưng là bây giờ nhìn thấy cái xe này bài sau đó, Diệp Thần cảm thấy, Tô Ngưng Sương bối cảnh gia đình, so với chính mình tưởng tượng lợi hại nhiều lắm. Dạng này biển số xe, sợ rằng rất khó lấy được. Phải biết, tuy rằng 88.888, dạng này liền với biển số xe rất phong cách, rất có mặt bài, nhưng rất nhiều phú hào, đại nhân vật đều không sẽ chọn. Dù sao quá kiêu căng rồi, thân phận bối cảnh càng là người không đơn giản, càng là yêu thích điệu thấp. Vì vậy mà, có đặc thù hàm nghĩa chữ cái, phía sau mang theo mấy cái không tồi con số biển số xe, liền sẽ trở thành những đại nhân vật này, nhà giàu lựa chọn hàng đầu. Cũng tỷ như tô ngưng sương gia khối này biển số xe, chính là tô gia 888. Muốn lấy được dạng này biển số xe, sợ rằng cần thật không đơn giản giao thiệp. Thoáng sửng sốt một chút, dịp thần liền rời đi, tìm ra mình binh ly, lái xe rời khỏi. Về đến nhà, dịp thần liền cho biểu tỷ triệu thư huyên phát tin tức, nói cho nàng trước chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, triệu thư huyên có chút tiếc nuối, bất quá như vậy vừa cởi thả mới hợp lý. Dù sao ngắn như vậy thời gian, Diệp Thần làm sao có thể liền đuổi theo Ngưng Sương Cơ chứ? Bất quá cứ như vậy cũng không tệ, trải qua chuyện này, Diệp Thần cùng Ngưng Sương quan hệ khẳng định tiến một bước ấm lên. Triệu Thư Huyên vẫn tính là hài lòng. Nàng duy nhất đau lòng đúng là mình mắt thấy liền muốn đến tay hải sản bữa tiệc lớn, bay. Không được, sớm muộn một ngày, nàng muốn đem bữa này hải sản bữa tiệc lớn ăn. Cùng Triệu Thư Huyên trò chuyện xong, Diệp Thần tại trên ghế salon soát điện thoại di động, chờ đợi đến không giờ đêm, trò chơi thương thành đổi mới. Đang lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên nhận được một đầu uy chát. Dĩ nhiên là Tô Ngưng Sương chủ động phát tới. Chương 19, Thương Thành đổi mới, cấp quan trọng hàng hóa xuất hiện. Cảm ơn. Tô Ngưng Sương hướng về Diệp Thần ngỏ ý cảm ơn, tối hôm nay Diệp Thần giúp nàng bận trước bận sau. Nếu như không có Diệp Thần, sự tình thì phiền toái. Khách khí. Diệp Thần trả lời một câu. Ngủ ngon, yêu tâm. Tô Ngưng Sương trở về Diệp Thần một câu ngủ ngon, suy đi nghĩ lại, phía sau tăng thêm một cái yêu tâm đồ án phát xong sau đó, tô ngân sương liền lập tức đóng lại điện thoại di động trên mặt lần nữa hiện lên một tia đỏ ửng. đây là nàng lần đầu tiên đối với một cái nam sinh nói ngủ ngon, phát yêu tâm đồ án. đối với nàng mà nói, đã coi như là rất lớn đột phá. két. cửa phòng bị khe khẽ đẩy ra, tô ngân sương mẫu thân chậm rãi đi vào. ngân sương, thân thể không thoải mái, sớm nghỉ ngơi một chút đi. mẫu thân khuyên tô ngân sương sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn chơi điện thoại di động quá muộn. được, ngủ ngon mụ mụ. Tô Ngưng Sương mở miệng. Ngay tại mẫu thân chuyển thân lúc rời đi, Tô Ngưng Sương bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, mụ mụ, cha ta còn chưa có trở lại sao? Còn không có, tối nay có một trận xã giao, bởi vì chuyện của công ty, hắn phải gặp mấy cái khách hàng lớn, cho nên tối nay trở về sẽ tương đối trễ. Tô Ngưng Sương mẫu thân giải thích nói. Bởi vì chuyện của công ty, Tô Ngưng Sương phụ thân trở về nhà thường xuyên sẽ rất trễ. Đã nhiều năm như vậy, Tô Ngưng Sương cùng mẫu thân đều thích ứng. Đúng rồi mụ mụ, hôm nay liên quan tới dịp thần sự tình ngươi có thể hay không tạm thời không cần nói cho cha ta do dự một chút tô ngưng sương yếu ớt hỏi phụ thân là một cái mười phần nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ người nếu để cho hắn biết rõ hôm nay liên quan tới dịp thần sự tình hắn khẳng định muốn hỏi lung tung này kia thậm chí sẽ phái người đi điều tra dịp thần bối cảnh rất phiền ừ được rồi tô ngưng sương mẫu thân suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng nàng tự nhiên biết rõ trượng phu nóng nảy Nữ nhi thật vất vả đối với một cái nam sinh có một nhẹ nhẹ cảm giác, nếu để cho trượng phu hủy diệt. Vậy cũng không tốt. Cảm ơn, mụ mụ. Nhìn thấy mẫu thân đáp ứng, tô ngưng sương mới thở dài một hơi. Một cái khác một bên, dịp thần biệt thự bên trong, trở về tô ngưng sương một câu ngủ ngon, dịp thần liền thối lui ra uy chát, không có tiếp tục trò chuyện. Tô ngưng sương hôm nay không thoải mái, khẳng định muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Dịp thần lại làm lên chuyện của mình đến. Thời gian như nước chảy một bản quá khứ, rốt cuộc, Diệp thần đến lúc không giờ đêm. Diệp thần mở ra, lương tháng 3 nghìn, ta chính là thế giới tỷ phú, trò chơi. Mới vừa vào đến, Diệp thần liền chạy thẳng tới Thương Thành mà đi. Quả nhiên, Thương Thành bình thường đổi mới. Đại sư cấp piano trình diễn tài nghệ, giá bán không? Tám nguyên. Gấp 10 lần hoàn trả thẻ, hạn mức tối đa 3 nghìn vạn, giá bán một. Năm nguyên. Bách phu trưởng thẻ đen, giá bán hai. Năm nguyên. Lần này, là ba cái mới tinh hàng hóa. Cái thứ nhất đại sư cấp piano tài nghệ, tự nhiên không cần nói. Đó chính là nắm giữ cùng đỉnh cấp đại sư một dạng piano đàn tấu tài nghệ, một cái không tồi kỹ năng. Hiện tại, Diệp Thần đối với kỹ năng cảm thấy rất hứng thú. Trước, Diệp Thần đạt được đỉnh cấp kỹ thuật lái xe, Diệp Thần cũng rất hài lòng. Tại rất nhiều lúc, đỉnh cấp kỹ thuật lái xe đều khởi tác dụng trọng yếu. Xa không nói, liền nói hôm nay đưa Tô Ngưng Sương đi bệnh viện. Nếu như không có đỉnh cấp kỹ thuật lái xe, Diệp Thần vừa mới lấy ra bằng lái, 20 phút lộ trình, Diệp thần sợ rằng phải mở nửa cái giờ. Còn có rồi đỉnh cấp kỹ thuật lái xe, lần này cho dù mở là binh ly Diệp thần cũng chỉ dùng 13-14 phút đã đến. Nếu mà mở là xe thể thao, nói không chừng 10 phút là có thể đến. Đây đủ để đột hiển ra kỹ năng tầm quan trọng. Đại sư cấp piano trình diễn tài nghệ cũng không tệ, có thể ở rất nhiều nơi phát huy ra tác dụng trọng yếu. Cái thứ hai, cấp 10 lần hoàn trả thẻ. Mặc dù coi như tấm thẻ này không như trước dịp thần lại lần nữa tay đại lễ bao bên trong thu được ngàn lần hoàn trả thẻ. Dù sao, một cái chỉ có gấp 10 lần, một cái chính là có ngàn lần. Có thể ngươi chú ý, tấm này gấp 10 lần hoàn trả thẻ phía sau, nó hạn mức tối đa là 3.000 vạn. Nói cách khác, dịp thần chỉ cần hoa 300 vạn, là có thể lấy được tay 3.000 vạn. Tính như vậy xuống, dịp thần ước chừng có thể kiếm lời 28 triệu. Mà bên trên một tấm ngàn lần hoàn trả thẻ, hạn mức tối đa cũng chỉ có 500 vạn. Diệp Thần cũng chỉ kiếm lời hơn 490 vạn mà thôi. Giữa hai người chênh lệch một cái 2.000 vạn. Đây 2.000 vạn, là một cái người bình thường, cả đời nghĩ cũng không dám nghĩ con số thiên văn. Người bình thường đừng nói công tác cả đời, coi như là công tác 10 đời, đều không nhất định có thể tích trữ bên dưới 2.000 vạn A. Loại này gấp 10 lần hoàn trả thẻ, phi thường tốt. Diệp Thần chỉ cần bắt lấy nó, thẻ ngân hàng mấy trăm vạn, chẳng mấy chốc sẽ biến thành hơn ngàn vạn. Về phần cái thứ ba, bách phu trưởng thẻ đen đây cũng là lần này thương thành bên trong, nặng ký nhất đồ vật. Nói đến thẻ đen, rất nhiều người chỉ biết là rất lợi hại, nhưng cụ thể thế nào, bọn hắn không biết. Trên quốc tế, nổi danh nhất thẻ đen, chính là bách phu trưởng thẻ đen. Bách phu trưởng thẻ đen, toàn danh vận thông bách phu trưởng hắc kim thẻ, là trên quốc tế công nhận thẻ chi vương. Muốn nắm giữ như vậy một tấm thẻ, tổng tư sản tối thiểu muốn tới 9 chữ số, mở thẻ phí liền cao đến mấy vạn khối, mỗi năm còn phải thanh toán một hai vạn niên liễm. Bách phu trưởng thể đen sản phẩm xác định vị trí là cao cấp đám người. Bao gồm đủ loại đạt quan hiển quý, ức vạn phú hào, xã hội danh lưu các loại, đều là bách phu trưởng thể đen quan trọng người nắm giữ. Nắm giữ loại này bách phu trưởng thể đen, có thể hưởng thụ đủ loại cao cấp phục vụ. Ví dụ như toàn cầu đủ loại thịnh sự viết chỗ ngồi, và toàn cầu chủ yếu thành thị đỉnh cấp câu lạc bộ tư nhân vị hưởng dùng lễ. Và toàn cầu trong phạm vi du lịch, hoạt động, giải trí các phương diện, đều có đủ loại đỉnh cấp đãi ngộ. Còn có thể hưởng thụ, F1 đua xe trải nghiệm, sân bay thông suốt phục vụ, 24 giờ tư nhân ngân hàng, hiêu đơn, duyệt dông trang, châu tế khách sạn chờ đỉnh cấp tửu điểm cấp 5 sao một đêm miễn phí vào ở chờ một chút. Đơn giản lại nói, nó chính là thân phận, địa vị, và mạng giao thiệp biểu tượng. Trừ chỗ đó ra, còn có một cái quan trọng nhất điểm, đó chính là thu được bách phu trưởng thẻ đen điều kiện. Cùng các loài khác hình thẻ ngân hàng khác nhau, bách phu trưởng thẻ đen, không thể cá nhân lời mời thu được. Người muốn thu được, chỉ có thể bị cái khác nắm giữ thẻ người, và ngân hàng mời tiến hành. Cái điều kiện này là 10 phần hà khắc. Đem rất hơn trăm triệu vạn phú hào, đạt quan hiển quý đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Người tùy tiện tìm mười mấy cái, thậm chí là mấy chục ức vạn phú hào, đều không nhất định có thể tìm ra một cái nắm giữ bách phu trưởng thẻ đen người. Muốn thu được nó, ngươi nhất thiết phải có khác thường người cường đại mạch. Hiện tại, chính là như vậy một tấm lệnh vô số ức vạn phú hào, đạt quan hiển quý thèm nhỏ giải đã lâu bách phu trưởng thẻ đen. Vậy mà xuất hiện ở trò chơi nhất tinh thương thành bên trong hơn nữa giá bán chỉ cần hai khối rưỡi nếu mà chuyện này bị những cái kia ức vạn phú hào biết rõ sợ rằng sẽ hâm mộ chết diệp thần bọn hắn phí hết tâm tư vận dụng đủ loại mạng giao thiệp quan hệ đều không cách nào lấy được bách phu trưởng thẻ đen diệp thần chỉ cần hai khối rưỡi là có thể lấy được tay đây chính là khoảng cách tư duy lát nữa diệp thần đã làm ra quyết định hắn cái thứ nhất muốn mua dĩ nhiên là bách phu trưởng thẻ đen rồi nó là lần này nhất tinh thương thành bên trong nặng ký nhất đồ vật ngày mai hắn lại đem gấp 10 lần hoàn trả thẻ mua xuống, cuối cùng là đại sư cấp piano tài nghệ. Làm ra quyết định sau đó, Diệp Thần không chút do dự tốn hai. Năm nguyên, mua xuống loại này bách phu trưởng thẻ đen. Chúc mừng, mua sắm bách phu trưởng thẻ đen thành công, hiện đã đặt ở ngài bàn bên trên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Trò chơi nhắc nhở, Diệp Thần mua sắm thành công. Diệp Thần quay đầu nhìn lại, quả nhiên lúc này bàn bên trên, đã có một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Trừ chỗ đó ra, còn có Diệp Thần mở thẻ chứng minh chờ thủ tục trò chơi thay dịp thần nghỉ 10 phần chu đáo. Diệp thần cầm lên mình tờ thứ nhất thẻ đen nhìn một hồi, hài lòng gật đầu, sau đó hãy thu vào ví tiền. Diệp thần hài lòng chuẩn bị đi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải huấn luyện quân sự đi. Khi Diệp thần chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, trường học đủ loại bài viết, diễn đàn, bày tỏ tường, đủ loại đàn, lại dị thường sôi sục. Bọn hắn đã thảo luận mấy giờ rồi, từ 8, 9 giờ tối, thảo luận đến bây giờ không giờ đêm. Cho dù mấy giờ quá khứ, bọn hắn vẫn làm ồn khí thế ngất trời, không có nửa điểm ý dừng lại. Chương 20, Diệp thần trong bao tiền có cái gì? Những người này vì sao kích động như vậy, rất đơn giản, bởi vì một tấm hình ảnh. Một tấm trước tại trong thương trường, mấy nữ sinh kia chụp lén Diệp thần ôm lấy Tô Ngưng Sương bóng lưng hình ảnh. Bởi vì tấm hình này, tất cả địa phương đều nổ. Trước vô luận là đưa nước, vẫn là Diệp thần cùng Tô Ngưng Sương từ trên một chiếc xe xuống. Này cũng không tính cái gì. Nhưng bây giờ, Diệp thần lại đem Tô Ngưng Sương ôm lấy. Sự tình nhất thời không đơn giản. Diệp thần lại đem tô giáo hoa ôm vào trong lòng hơn nữa tô giáo hoa vẫn không có cự tuyệt hoặc là vùng vẫy đây cũng rất có cái gì không đúng lẽ nào đã từng truyền ngôn là thật hai người đã là quan hệ bạn trai bạn gái sao điều này sao có thể a à? một cái là mới vừa vào học không bao lâu sinh viên đại học năm nhất một cái là trong trường học trứ danh cao lãnh giáo hoa thời gian mấy ngày cái này dịp thần liền đem tô giáo hoa thành công đuổi kịp đây cũng rất vượt quá bình thường a à? nhìn đến tấm hình này tất cả mọi người đều chấn động không gì sánh nổi đây trước phần lớn còn tin tưởng diệp thần cùng tô giáo hoa không có quan hệ gì đâu dù sao trước có người cải chính tin đồn tô giáo hoa là ở cửa trường học bên trên diệp thần ferrari hai người cũng không là chung một chỗ một đêm lúc đó tô sơ tình những người theo đuổi còn thở dài một hơi thậm chí cười trên nỗi đau của người khác diệp thần cảm thấy diệp thần không xứng với bọn hắn cao lãnh nữ thần nhưng bây giờ nhìn đến diệp thần ôm lấy tô ngưng sương hình ảnh những cái kia đã từng cười trên nỗi đau của người khác dịp thần người, cũng sắp khóc. Đây là tình huống gì? Dịp thần cùng tô giáo hoa thật ở cùng một chỗ sao? Tất cả nam sinh vô cùng hâm mộ dịp thần. Đương nhiên, người nhiều hơn, chính là mười phần bội phục dịp thần. Nhập học không bao lâu, liền đem giáo hoa thành công bắt lấy, thần tượng A. Có thể cho dù là dạng này, còn có người không tin. Dù sao đây chỉ là bóng lưng chiếu theo, dịp thần cùng tô ngưng sương mặt đều không có hoàn toàn lộ ra. Những cái kia không tin tấm hình này là thật người hoài nghi. Tấm hình này bên trong tình lữ, chỉ là bóng lưng giống như Diệp thần cùng Tô Giáo Hoa. Hoặc là có người cố ý tê đồ, vì chính là bôi đen Tô Giáo Hoa. Bởi vì tranh cãi quá hung, liền chụp lén mấy nữ sinh kia cũng không dám đứng ra nói hình ảnh là thật. Lúc này, các nàng còn có chút sợ hãi, mười phần hối hận đem hình ảnh phát ra ngoài. Nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Bởi vì loại hình này thật giả, vô số người cãi vã. Nhưng vô luận là tin tưởng hình ảnh là thật người, vẫn cảm thấy hình ảnh là bị tê qua người, đều rất hâm mộ Diệp Thần. Có thể cùng tô giáo hoa sản sinh lời đồn, đây tuyệt đối là có phúc ba đời sự tình A. À. Nếu như là bọn hắn, sợ rằng nằm mộng đều sẽ bị cười tỉnh. Bọn hắn quá hâm mộ Diệp Thần rồi. Cuối cùng, đã có mấy nhóm người tối mai muốn đi hữu hảo bái phỏng Diệp Thần nhà trọ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thần thức dậy, lại một lần nữa ở bên ngoài gặp phải chạy bộ sáng sớm cực phẩm ngự tỷ hàng xóm mặt mộng phi. Hai người cùng nhau vây quanh Lăng Vân Hồ chạy trốn một vòng, trò chuyện lát nữa, Diệp Thần trở lại biệt thự. Thu thập một chút, lái lên mình Bentley Continental, Diệp Thần chạy thẳng tới trường học mà đi. Khi Diệp Thần lần nữa đi đến thao trường thì, tất cả mọi người ngay đầu tiên nhìn lại. Lần này, Diệp Thần đến, so với trước kia mấy lần, đều để người chú ý. Trước, đưa nước cái gì, cũng không tính là cái gì. Đem cao lãnh giáo hoa ôm vào trong ngực, đây mới là ngưu bức nhất. Bất kể là thật hay giả, đều lợi hại. Coi như là giả, có thể được người như vậy pê đồ, bị tất cả mọi người hâm mộ, cũng nhất định rất sảng khoái đi. Diệp thần đi tới lớp học địa phương sở tại, lần này, bởi vì hình ảnh sự tình, ngày hôm qua những cái kia đem Diệp thần vây các nữ sinh, chính là giữ vững an tĩnh. Các nàng còn tại xem chừng, không xác định Diệp thần cùng Tô Ngưng sương quan hệ. Ngược lại thì đám nam sinh, chính là vô cùng khâm phục nhìn về phía Diệp thần. Ngày hôm qua bọn hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, hôm nay bọn hắn là thật bội phục Diệp thần rồi. Đây mới là đại lão a. Tại mình còn tại vì tìm bạn gái buồn rầu thời điểm, người ta đã đem giáo hoa đuổi tới tay rồi. Lão Diệp, ngày hôm qua chúng ta nói sai rồi. Cái gì cô em xinh đẹp, có so sánh tô giáo hoa xinh đẹp hơn sao? Lão Diệp, ngươi làm việc thật là ngoài dự liệu a, quá mạnh mẽ. Đem tô giáo hoa ôm vào trong ngực, quá hâm mộ. Ba cái bạn cùng phòng đem Diệp Thần vây lại. Ân. Ừ. Diệp Thần hỏi lại, mới biết là chuyện gì. Diệp Thần tùy ý mở ra một cái bài viết, quả nhiên trong đó nóng bỏng nhất chính là kia mở mình bất ngờ ôm lấy tô ngưng xương hình nhìn đến đây diệp thần đau cả đầu ngày hôm qua hắn cho là mình toàn trường công địch thân phận rốt cuộc có thể biến mất một đoạn thời gian không nghĩ tới hôm nay hắn lại trở thành toàn trường công địch hơn nữa ác hơn hắn chỉ là muốn yên lặng chơi game sớm một chút trở thành thế giới tỷ phú vì sao thành cao lãnh giáo hoa lời đồn bạn trai cơ chứ ai cũng rất phiền thời gian từng giờ trôi qua buổi chiều diệp thần nhận được mình bàn tử tin tức bàn tử tên thật triệu màu là diệp thần cao trung đồng học cũng là diệp thần hảo bằng hữu hắn cũng thi đậu Giang Châu một trường đại học, cách Diệp Thần tại đây không tính xa. Bàn tử mời Diệp Thần tối nay cùng đi ra ngoài chơi. Có một đoạn thời gian không có thấy mập mạp, Diệp Thần đáp ứng xuống. Buổi chiều huấn luyện quân sự kết thúc, Diệp Thần trở lại biệt thự của mình. Khoảng 8 giờ đêm, Diệp Thần mang theo chứa thẻ đen ví tiền, lái lên Ferrari, chạy thẳng tới cùng bàn tử ước hẹn một nhà quán rượu. Khi Diệp Thần lúc chạy đến, bàn tử đã đợi ở nơi đó. Hiện trường, ngoại trừ bàn tử ra, còn có hắn mấy vị bạn học, nữ có nam có phát hiện diệp thần đến, bàn tử liền vội vàng đi tới, cho diệp thần một cái to lớn ôm. nhìn đến diệp thần, đám nam sinh mặt không biểu tình, mấy nữ sinh chính là hai mắt tỏa sáng. nhan trị thật là cao tiểu ca ca a. bàn tử kéo diệp thần đi tới, lẫn nhau giới thiệu sơ lược một hồi. đều là người trẻ tuổi, cũng không có quá nhiều quy củ, vào chỗ bên dưới chơi. một cái trò chơi xuống, diệp thần cùng một người khác mặt quốc quần áo nam sinh bất hạnh đều thất bại. bên thắng là một cái rất đẹp nữ sinh. nếu là chơi game tự nhiên phải có trừng phạt trước bọn hắn liền nói được rồi trừng phạt chính là bên thắng có thể chỉ định bên thua làm một việc nhìn diệp thần cùng cái kia mặc lên guxi si quần áo nam sinh một cái nữ sinh xinh đẹp bắt đầu suy nghĩ trừng phạt hừng như vậy đi đem các ngươi ví tiền lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút bên trong có vật gì bởi vì là mới quen nữ sinh xinh đẹp theo miệng nói rồi một cái trừng phạt cũng không là loại kia rất khó không thành vấn đề cái kia mặc lên guxi si quần áo nam sinh sao cũng được nói ra một giây kế tiếp hắn lấy ra một cái có lv tiêu chí ví tiền để lên bàn một bộ tùy tiện khiến người khác kiểm tra bộ dáng diệp thần không có nói gì cũng tương tự đem tiền túi lấy ra cái ví tiền này là diệp thần cao trung thì mua lúc ấy tốn một hai trăm diệp thần một mực dùng hai cái ví tiền bày ở một chỗ so sánh hết sức rõ ràng nhìn thấy hai người ví tiền sau đó đại bộ phận người trực tiếp bỏ quên diệp thần ví tiền đem lực chú ý tất cả đều bỏ vào một nam sinh khác ví tiền bên trên